Chào tất cả các mẹ đang xem live của em nhá. Chào mẹ Đô Kim Chi này, nào mẹ đang xem live cho em xin một chấm đi ạ. Mẹ đang xem live để cho em xin một chấm nào. Em chào mẹ nhá. Trời thời tiết càng ngày càng trở lạnh hơn rồi. Từ 7 đến 35 từ hôm nay em xả hàng cho các mẹ toàn bộ áo khoác này. Xả nghỉ bán toàn bộ áo khoác luôn, thanh lý cả luôn nha. Hôm nay không những thanh lý áo khoác mà sale toàn bộ cửa hàng luôn ạ. Sale toàn bộ cửa hàng luôn và thanh lý áo khoác trước tiên thì sẽ thanh lý áo khoác. Nào thanh lý tất cả toàn bộ áo khoác 35k một áo ạ. Nhanh luôn cho các mẹ luôn. Hàng này không có nhiều. Thanh lý nhanh luôn cho các mẹ. Chào tất cả các mẹ đang xem live của em. Mèo đang xem live thì chấm cho em xin một chấm luôn ạ. Nhìn thấy em thì chấm cho em xin một chấm nha. Chào mẹ Duyên Nguyễn ạ. Xả hàng hôm nay nó không những xả hàng áo khoác mà em sẽ sale toàn bộ cửa hàng 70% luôn cho các mẹ luôn. Nên là các mẹ săn hàng giá rẻ bên em rồi thì đừng rời like của em này. Trước tiên thì em sẽ xả áo khoác. Xả trước tiên là xả áo khoác bò trước nào. Xả áo khoác bò mũ lông cho các mẹ trước ạ. Áo khoác bò mũ lông nào hai màu này, em còn hai màu, màu xanh và màu xám khói này. Áo khoác bò này quá là xinh luôn đấy. Em xả áo khoác luôn các mẹ nhanh tay luôn này. Em xả nhanh luôn nên là các mẹ nhanh tay luôn nhá. Đợi em một chút xíu ạ. Nào, ok, chào mẹ Nguyễn Nga. Mẹ ơi, có thấy mẹ Nguyễn Nga rồi nha. Em gọi tên chị rồi này. Từ 7 đến 30kg em bắt đầu xả này. Em nói giá ra một phát là các mẹ đặt hàng luôn nhé. Bởi vì hàng này thật sự không có nhiều. Hàng áo bò lông mũ lông này thật sự em không có nhiều đâu. Đem ra bán chị ăn cho các mẹ đấy chứ. Hàng này không bao giờ em bán cái giá ngày hôm nay đâu. Ok, chào mẹ Thùy Dương nha. Chào mẹ Dương Vương ạ. Chào tất cả các mẹ đang xem live của em. Em bắt đầu xả hàng cho các mẹ đây nào. Xả hàng áo khoác bò trước 35k một áo từ 7 đến 30kg cho cả bé trai và bé gái. Em chào mẹ Nguyễn Thị Nga. Nào mẹ Thu Thảo cảm thấy thế ra ngoài like luôn. Em nói thật sự luôn. Ok, em chào mẹ Hồng Vân nha. Mẹ ơi em xả toàn bộ áo khoác này. Nhiều áo khoác quá mẹ ơi, em xả rất là nhiều áo khoác. Áo khoác bò và áo khoác kaki luôn. Bởi vì là hai mẫu này nó đều lót lông thì em xả cùng một lúc luôn cho các mẹ đặt hàng luôn ạ. Áo khoác kaki và áo khoác bò em xả đồng giá là bao nhiêu ạ? 35k một áo. Em chào mẹ Hồng Nguyễn. Chào mẹ, cảm thấy như thế thì ra ngoài luôn nha. Mẹ ơi cảm thấy thì em ra ngoài luôn giúp em ạ. Hàng em không có nhiều nha. Áo khoác kaki và áo khoác bò nào. Bò thì em có hai màu, màu xanh và màu xám này. Lót lông đằng sau 100, à lót lông nha. Lót lông 100% luôn và đằng sau có mũ như này. Mũ cũng lót lông nha. Comment là bò mũ lông này. Hàng không có nhiều, các mẹ nhanh tay luôn ạ. Chào, ok chào mẹ Minh Minh Châu nha. Đúng rồi chị ơi, thời tiết càng ngày càng trở lạnh luôn rồi nên là các mẹ nhanh tay săn hàng cho bé luôn. Hôm nay em xả toàn bộ áo khoác không những thế còn sale toàn bộ cửa hàng 70% luôn ạ. Sale toàn bộ cửa hàng 70% luôn. Mẹ nào ưng mẫu nào em xả mẫu đấy luôn. Hôm nay xả bất chấp luôn. Ok, chào mẹ Trang Tuyết nha. Chào Nguyễn Thị Ái Linh này, đã chia sẻ rồi. Ok, chào mẹ Thùy Linh nha. Là mẹ ơi hàng quá đẹp luôn. Thật sự luôn, toàn mẫu cao cấp thôi. Áo kaki này là kaki cũng lót lông ạ. Kaki ngày hôm nay có 4 màu. Đấy là màu đen, màu đỏ, màu hồng và màu nâu. Xả cho các mẹ mẫu này hôm nay là 35k. Lót lông 100% bên trong luôn ạ. Mẹ nào không hôm trước này, nhiều chị hỏi mẫu này dã man luôn. Xin lỗi các chị nhá, ngày hôm nay áo này em chỉ để xả thôi ạ. Chỉ để xả các chị thôi và không bán bất kỳ một cái giá nào nhá. Riêng cái áo này. Ok, chào chị Trương Loan nha. Chào chị Thanh Thanh. Chị ơi 35k một chiếc. Chào 35k một chiếc này. Ngày hôm nay chị nào chia sẻ cho em đủ 10 lần vào các hội nhóm và 2 lần trên trang cá nhân. Sau đấy chia sẻ thành công rồi, quay ra đặt hàng cho em hai áo luôn. Đặt cho em hai áo luôn. Hôm chị nào hôm nay chia sẻ cho em bao nhiêu nhóm rồi thì phải comment nhóm vào đây cho em nha. Comment nhóm vào đây cho em để em có biết được em chốt cho các chị. Từ 7 đến 30kg á. Áo bò mũ lông này hai màu, màu xanh và màu xám nha. Bò mũ lông hai màu, màu xanh và màu xám. Muộn được chị ơi, em tối đa là đặt cho em 3 sản phẩm, em ship từ 2 sản phẩm trở lên nha. Nên là tối đa đặt cho em 2 sản phẩm trở lên ạ. Bò mũ lông em giả 35k. Riêng bò mũ lông này em không có nhiều đâu. Mẹ nào chốt thì chốt nhanh cho em luôn. Chốt thì chốt nhanh cho em luôn. Thứ nhất là hàng lẻ sai. Thứ hai là em xả hàng giá rẻ rồi nên là không nhận đặt hàng trong inbox nha. Không inbox đặt hàng. Để điện thoại, để số điện thoại luôn. Để lại địa chỉ càng tốt. Để lại số điện thoại và màu mẫu trên này em chốt trực tiếp trên này luôn. Có từ 7 đến 20kg nha chị ơi. Từ 7 đến 30kg nha chị ơi. Từ 7 đến 30kg cho cả bé trai và bé gái ạ. Nào áo kaki 4 màu luôn này. Lót lông 100%
luôn ạ. Kaki này cũng lót lông 100% luôn ạ. Ok, bị Bùi lấy bỏ bộ lông comment nhanh luôn. Chị Nhung Nguyệt ơi, chị lên mẫu duyên mẫu giúp em luôn đi nha. Để lại số điện thoại em không chốt được đâu. Chia sẻ cho em bao nhiêu nhóm rồi comment vào đây luôn ạ. Nào các mẹ đặt hàng thì đừng quên mỗi một mẹ giúp em nhấn vào nút chia sẻ 10 lần vào các hội nhóm công khai và 2 lần trên trang cá nhân ạ. Xem đang nghe được em nói và nhìn thấy em mà nghe được em nói thì chấm cho em xin một chấm luôn nha. Chấm bài luôn và chia sẻ bài luôn này. Xả luôn áo phao cho các mẹ luôn cho nó nhanh này. Xả luôn áo phao đi ạ, 35 cái hết. Hôm nay xả bất chấp luôn, bất chấp thời tiết luôn này. Em bất chấp thời tiết em xả cho các mẹ luôn ạ. Xem toàn bộ cửa hàng luôn, tí thì em còn xem toàn bộ cửa hàng luôn cơ. Hôm nay chơi máu luôn. Ok mẹ Diễm Thúy nhá. Nam nữ đều mặc được hết mẹ ơi, trai gái nam nữ thì em đều mặc được hết. Nói chung là em đi lấy hàng cho các mẹ ấy, em đều lấy cho cả bạn trai và bạn gái chứ không riêng cho cả bạn, không riêng bạn gái, không riêng bạn trai đâu. Em chào mẹ Nini. Đặt hàng thì để lại số điện thoại đúng rồi mẹ ơi, 35k. Hôm nay em xả 35k. Giá của nó là 35k mà không có giá khác, từ giờ đến cuối live không bao giờ có giá khác. Áo phao nào? Áo phao 35k này, phao thì hôm nay có 5 màu luôn nha. Phao 5 màu luôn. Hôm nay em chơi bất chấp với các mẹ luôn. 24 nhóm rồi. Ok đấy, các chị comment giống như chị là Đỗ Kim Chi cho em này. Đấy, để lại số điện thoại kèm màu kèm mẫu luôn cho em. Chị ơi, để em chốt cho chị là người đầu tiên này. Em chốt cho chị là người đầu tiên ạ. 20 nhóm Nhung Nguyễn rồi, lên số điện thoại kèm màu kèm mẫu cho em luôn. Hôm nay em chơi bất chấp rồi, các chị đặt hàng bất chấp cho em luôn đi. Nào ok chị Nguyên lên nha. Hàng này thì vẫn mất 30k tiền ship nha. Không bao giờ, em chưa bao giờ miễn ship cho ai cả đâu. Bên em chưa bao giờ miễn ship cho ai cả. Nhưng mà hôm nay em tri ân này. Hôm nay em coi như là đặc xá luôn đi. Mẹ nào chia sẻ cho em trên 30 nhóm em sẽ miễn phí ship tận nhà luôn. Em ở Hà Nội chị ơi, chia sẻ cho em trên 30 nhóm em miễn phí ship. Áo kaki và áo bò lót lông này nào, cùng là đều kiểu như là lót lông 100% bên trong luôn. Nên là chị nào thích màu nào, mẫu nào thì comment lên. Em chào mẹ Thảo Ni này. Nào hiện tại bây giờ này, em nhắc lại hiện tại bây giờ comment trôi rất là nhanh. Nên là các chị đặt hàng để lại số điện thoại kèm màu kèm mẫu và số lượt chia sẻ giúp em luôn. Để em biết là chị này đã chia sẻ cho mình bao nhiêu nhóm rồi. Chia sẻ bao nhiêu nhóm rồi, đủ rồi chốt cho chị ấy. Bởi vì hàng hôm nay em bán chủ yếu là lấy tương tác nhá. Không cần hôm nay là không cần là lời lãi bao nhiêu, coi như là chơi bất chấp luôn này. Riêng buổi live của em nay, buổi sáng ngày hôm nay, đúng là chỉ có buổi live của em nay thôi các chị ạ. Nhân viên nhà em toàn bảo em lên đây em bán liên bán tiên, nói liên nói tiên, đúng rồi đấy, em bán chia nữa chị, em vừa bán vừa tặng luôn. Em chào chị Võ Tâm nha. Ok 25 nhóm rồi chị ơi, chị để lại số điện thoại kèm màu cho em đi ạ. Chị Hằng Nga, chị Hằng Nga ơi, chị comment đúng rồi này, chị comment luôn cả nhóm, chia sẻ luôn cho em chị, để em biết là chị đã chia sẻ trên bao nhiêu nhóm rồi để em chốt. Ok chị Tường Vi Lê này, chị ơi 10 nhóm vào 10 nhóm vào hội nhóm 2 lần trên trang cá nhân cho em luôn đi ạ. 2 lần trên trang cá nhân. Ok chị Đỗ Thị Kim Chi nha, chốt cho chị luôn. Áo phao chị ơi 35k, em chơi bất chấp hết. Xả bất chấp hết 35 cho các cha cho các chị luôn. Nào các chị thì đặt hàng thì đừng quên chia sẻ nha. Đặt hàng thì đừng quên chia sẻ giúp em nha các chị yêu nha. Bỏ chị ơi, áo bò và áo cami toàn bộ lót lông luôn, từ 7-30kg cho cả bé trai bé gái. Ok chị Nguyễn Thị Nga này, lên đi chị ơi, lên nhóm cho em đi nào, lên nhóm cho em để biết chị chia sẻ cho em bao nhiêu nhóm rồi. Ok chị Anh Đào nha, chốt đơn 22 nhóm. Nào chia sẻ cho em trên 30 nhóm em miễn phí ship luôn. Em chưa bao giờ miễn phí ship cho bất kỳ một đơn hàng nào, nhưng mà riêng đơn hàng của em ngày hôm nay nha, riêng đơn hàng ngày hôm nay này, mẹ nào chia sẻ cho em trên 30 nhóm em sẽ miễn phí ship. Chia sẻ cho em trên 30 nhóm em sẽ miễn phí ship tận nhà luôn. Tức là ở nhà vừa đắp chăn vừa đặt hàng vừa nhận hàng miễn phí ship ở nhà luôn nha. Không còn một cái tri ân nào lớn hơn hôm tri ân hôm nay đâu. Nên là nhanh tay cho em luôn. Áo kaki em có 4 màu tha hồ lựa chọn. Lót lông 100% bên trong luôn nha. Lót lông 100% luôn. Chị vô tâm 30 nhóm rồi, miễn phí ship tận nhà chị luôn ạ. Từ 7-30kg cho cả bé trai và bé gái. Đặt hàng thì lên số điện thoại luôn. Cảm thấy mà không nhờ, cảm thấy gì nhỉ, cảm thấy mà em đúng không chị ơi, cảm thấy lừa đảo thì ra ngoài luôn nha. Ra ngoài luôn, em ok luôn. Ok mẹ Tuyên lên nha. Nào ok chị Tuyên lên này. Thấy chị Phùng Ngân rồi chị ơi, thấy cô bé nhỏ rồi. Lượt comment trôi đang rất là nhanh. Ok Lục Hoa chốt đơn vừa miễn phí ship tận nhà. Hello chị Trương Bùi nha. Nào từ 7-30kg chị ơi, cả bé trai và bé gái. Em giả toàn bộ giá là 35k và không có giá khác. Đặt hàng thì lên số điện thoại kèm mẫu. Cảm thấy chia sẻ đủ rồi, lên đơn cho em luôn. Ok chị Tu Lương này, miễn phí ship nhưng mà không có đơn hàng, không chốt. 20 nhóm rồi chị ơi. Ok chốt cho chị Nguyễn Thị Nga nha. Em thấy chị Nguyễn Thị Nga đơn đặt hàng của chị từ trên rồi, em chốt cho chị luôn này. Nào ok chị Mỹ Lam vào bổ sung cho em được chia sẻ đi ạ. Áo bỏ mũ lông em xả 35k. Hôm nay em chơi lớn luôn, em xả bất chấp luôn ạ. Em bất chấp thời tiết em xả cho các chị luôn. Nào không biết lời lãi như nào mặc kệ nó, không cần biết là lời lãi như nào, xả bất chấp cho các chị, vừa bán vừa tặng cho các bé cho chị luôn. Nào tri ân toàn bộ luôn nha. Trong này có cả khách mới khách cũ nhà em. Hôm nay em tri ân lớn hết luôn. Nào em đây chị Oanh Kiều ơi, em đây nào. Hai áo kaki lấy màu nào chị ơi, comment rõ để em còn biết nha. Bởi vì là em còn biết là các chị đặt áo này màu nào mà hết size rồi, hết size
rồi là em sẽ dừng mà em không giả nữa. Ok chị Thảo Hoàng này, capi à bò mũ lông nha, hai màu, màu xanh màu xám. Các chị ơi đặt hàng thì đừng quên chia sẻ, đặt hàng đừng quên chia sẻ. Nào 30 nhóm rồi, miễn phí ship chị Thị Bùi luôn ạ. Hôm nay em chơi lớn luôn, em bất chấp em chơi lớn với các chị luôn. Nào em ôm em ok Hòa An nha, chia sẻ cho em trên 100 nhóm chị ơi, trên 100 nhóm cho em nha. Trên 100 nhóm ok chị vô tâm, đừng hỏi những câu thách thức đối với em. Áo vàng bao nhiêu chị ơi, capi đúng không? 35k một áo ạ. Từ 7 đến 30 ký cho cả bé trai và bé gái. Đây nào, bò mũ lông đây này, quá xinh luôn. Lót lông 100% bên trong luôn. Không mua thì tiếc cả đời luôn. Các chị ơi không mua hàng bên em ngày hôm nay tiếc cả đời luôn. 32 nhóm rồi, Ngọc Hạnh ơi miễn ship tận nhà luôn. Chia sẻ cho em trên 30 nhóm sẽ miễn phí ship tận nhà luôn ạ. Chị ơi 35k nha, đồng giá 35k cho các chị luôn ạ. Ngày hôm nay em vừa bán vừa tặng luôn. Vừa bán vừa tặng, coi như là bán một nửa và tặng một nửa bằng giá em mua vào luôn. 10 nhóm rồi chị ơi, chưa đủ nha. Tối thiểu là 12 nhóm bò mũ lông cực kỳ xinh luôn. Nhanh tay không hết là nhanh tay không hết bò mũ lông này. Bò mũ lông này số lượng cực kỳ có ạ. Chị ơi 35k nha, 35k thôi. Đây các chị ngắm cho em này. Xinh tuyệt vời ông mặt trời luôn, không còn cái gì đẹp bằng nữa luôn. Ok chị Can lên Trần nha, thấy chị rồi chị ơi. Chị Đoàn Nam chốt đơn miễn phí ship. Chị Trịnh Hòa lên mẫu cho em. 30kg mặc vừa luôn, 30kg từ 7 đến 30kg đặt hàng bất chấp cho em luôn. Nào bé nhà mình mặc không vừa thì đặt cho cháu luôn, đặt cho các cháu luôn. Quá rẻ, quá xinh. Ở nhà nha, ở nhà đắp chăn ấm áp đặt hàng cho em. Nào, mẹ nào chia sẻ cho em trên 30 nhóm miễn phí ship tận nhà luôn cơ. Ok chị Việt Nga này, comment trôi rất là nhanh nên là chị nào mà đặt hàng thì để lại số điện thoại kèm màu luôn nha. Em đang tranh thủ giảm bất chấp thì các chị phải đặt hàng bất chấp luôn đi ạ. Tối thiểu là 2 sản phẩm trở lên nha. Kể cả mẹ nào chia sẻ cho em 30 nhóm thì cũng chỉ đặt 2 sản phẩm thôi. Cũng chỉ đặt 2 sản phẩm. Riêng đơn đấy thì em chỉ miễn phí ship thôi chứ em không đặt 3 sản phẩm đâu nha. Bởi vì là hàng này em không có nhiều nên là còn phải để cho những chị nào vào sau nữa. À quên, em giả áo phao luôn này, quên. Áo phao các chị ơi đặt cho em luôn đi, em còn 30 chiếc áo phao. Áo phao em còn 30 chiếc đặt luôn, nãy giờ em quên mất mà nói quá em quên mất cái áo phao. Áo phao bộ 3 màu, đêm nào 2, 4, 5 màu luôn nha, áo phao 5 màu luôn. Đã chia sẻ rồi đặt hàng luôn đi ạ. Ok hoa hồng này 30kg mặc vừa luôn chị nha. Đấy, áo khoác thì cứ lấy thoải mái rộng ra, mặc rộng một chút không sao. Bởi vì là thời tiết này lạnh rồi, mặc cho nó rộng rộng một chút cho nó ấm. Ok chị Nguyễn Hải Yến này, 7kg vừa chị ơi, em có size từ 7kg đến 30kg nha. Đặt hàng thì để lại số điện thoại kèm mẫu giúp em ạ. Không đầy đủ em không chốt đâu. Nào không đầy đủ em không bao giờ chốt. Chị nào cảm thấy ok em lừa đảo nha, ra luôn em không cần luôn. Trong này ngày hôm nay có rất là nhiều cả khách cũ, cả khách mới. Em tri ân trời lớn cho các chị luôn. Chị nào mà khách mới của em mua hàng giá rẻ này bên em rồi, lần sau vào săn hàng tiếp ok chưa ạ? Ok chị Sam Sam nha, chị Tâm Nguyễn này. Nào 20 nhóm rồi chị Mai Loan chốt luôn ạ. Thấy chị Nhâm Khoa rồi này. Nào các chị ơi đặt hàng đừng quên chia sẻ. Nào em đây chị Nhâm Khoa ơi. 20 nhóm rồi lên đơn cho em đi, 20 nhóm lên đơn cho em đi nha. Nhanh luôn để em chốt luôn, không là hết size này. Có rất là nhiều chị cả khách mới cả khách cũ. Đặt hàng để lại số điện thoại kèm mẫu. Không đầy đủ em không chốt đâu nha, không đầy đủ em không chốt đâu. Lúc đấy đừng có trách em đấy ạ. 19 nhóm chị Trang Nguyễn ơi, ai là nhân viên cá nhân rồi. Ok chốt cho chị luôn. À không, chị chốt cho chị được, chị có đơn gì đâu mà chốt. Nào từ 7 đến 30kg cho cả bé trai và bé gái. Đặt hàng lên số điện thoại. Hai lần cái gì đây, 30 nhóm rồi. Ok chị Hương Tít, nào miễn ship tận nhà chị Hương Tít luôn. Từ 7 đến bao nhiêu? 30kg cho cả bé trai và bé gái ạ. Đặt hàng lên số điện thoại. Phao này em không có nhiều. Em còn vài chiếc áo bò mũ lông em xả luôn cho nó hết luôn này. Xả luôn cho hết luôn, nghỉ bán luôn. Không những hôm nay em thanh lý luôn mà em còn xả toàn bộ cửa hàng, thanh lý toàn bộ cửa hàng với giá là 70%. Chị nào thích mẫu hôm nay em xả hết. Em xả hết luôn. Nào 32 nhóm rồi. Ok Nguyễn Phương nha. Lên số điện thoại cho em đi nào. 38 cân không vừa chị ơi. Hẹn chị ở live cam của em khi nào em lấy 38 cân về để bán cho chị. Áo bò lấy màu nào comment nhanh. Hết màu xanh nha. Màu xanh em hết rồi các chị yêu ơi. Màu xanh chính thức hết. Báo với các chị là màu xanh chính thức hết. Còn màu xám nào? Màu xám đặt thì đặt cho em luôn. Đặt kèm với áo capi luôn đi này. Capi đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn. Không đặt được áo capi thì hối tiếc cả đời. 12kg ok đặt hàng để lại số điện thoại. 30 nhóm rồi Lily Hương miễn phí ship luôn. Nào 7 cân vừa chị ơi. Đừng quên chia sẻ nha các chị yêu ơi. Đừng quên bấm nút chia sẻ giúp em nha các chị yêu nha. Có 10kg nào lên số điện thoại đi. 10 nhóm rồi chưa đủ chị ơi. Tối thiểu là 12 nhóm ạ. Tối thiểu là 12 nhóm cho em nha chị yêu nha. Nào 35k thôi. Ôi trời ơi quá là rẻ luôn. Đặt tội gì mà không đặt hai chiếc luôn. Đừng đặt một sản phẩm nha. Đặt một sản phẩm tội nhân viên nhà em lại phải gọi điện lại cho chị hỏi. Chị ơi chị đặt thêm sản phẩm gì nữa. Mất công lắm chị ơi, đặt luôn hai sản phẩm đi. Nào 14 nhóm rồi. Ok chị Thanh Tâm nha.
đặt hàng để là số điện thoại kèm mẫu giúp em đi nào. Áo bò này em còn riêng một màu xám nha, màu xám này quá đẹp luôn, đẹp tuyệt vời luôn, các chị ngắm cho em này, bò mũ lông đằng sau này, đấy màu xanh em đã xả hết rồi đấy, biết độ hot của nó chưa ạ? 20 kg có luôn, Trà My ơi lên cho em địa chỉ, lên cho em số điện thoại đi, để lại địa chỉ em càng tốt, để lại địa chỉ càng tốt càng dễ chốt có gì đâu. 14 kg ok luôn này, để lại số điện thoại nha. Nào chưa thấy chị nào chia sẻ cho em trên 30 nhóm luôn cơ, chưa thấy chị nào luôn, 15 nhóm rồi, lên cho em số điện thoại đi nào chị ơi, lên số điện thoại đi ạ. Từ 7 đến 30kg cho cả bé trai bé gái. Nào 3 phút cuối cùng cho tất cả những mẹ nào vào sau, 3 phút cuối cùng nha. Màu xám này kèm luôn áo kaki luôn này kèm. Em vẫn xả phao nha, đừng quên phao, đừng quên phao của em. Vẫn xả phao cho các chị yêu đấy ạ, vẫn xả phao cho các chị yêu. Ngày hôm nay vừa tặng vừa bán, trong live một ngày của em có cả khách cũ, có cả khách mới. Khách cũ thì không cần phải nói nhiều rồi, các chị ấy mua quen rồi, mua quen rồi còn khách mới. Nào mua cho em thì để lại số điện thoại luôn, kèm địa chỉ luôn nha, có địa chỉ càng tốt. Để lại số điện thoại này, mua lần đầu của em rồi, đẹp rồi, ok rồi, lần thứ hai ủng hộ em tiếp. Nào ok chị Lương Vũ này, 30kg có chị ơi, em có từ 7 đến 30kg nha. Đặt hàng lên số điện thoại kèm màu kèm mẫu. Em nhắc lại một lần nữa, từ 7 đến 30kg, em không nhắc lại cân nặng ở đâu, từ 7 đến 30kg. 30 nhóm rồi, thu tâm miễn phí ship tận nhà luôn ạ. Miễn phí ship cho chị luôn. Nào các chị ơi, đặt hàng đừng quên chia sẻ nha. Không bao giờ đừng quên chia sẻ giúp em đấy ạ. Từ 7 đến 30kg cho cả bé trai bé gái. Nào bò mũ lông này, bò mũ lông này đẹp tuyệt vời luôn, quá xinh luôn, bò mũ lông màu xanh hết sạch thành xanh luôn, màu xanh hết sạch thành xanh. 8kg có chị ơi, 8kg vừa luôn, lên số điện thoại cho em đi nào, lên số điện thoại nhanh tay. Nhanh tay thì còn một chậm tay thì hết 37 nhóm rồi, chị Lương Tuyết miễn phí ship tận nhà luôn. Các chị ơi, không phải là các chị comment à chị chia sẻ 70 nhóm rồi này, chị chia sẻ 50 nhóm rồi, các chị yên tâm đi. Bên em ngoài kia nhá đều có lực lượng người kiểm tra hết. Một khi em đã bán hàng như này rồi, em báo tất cả nhân viên lên kiểm tra chia sẻ cho em, tất cả nhân viên lên kiểm tra chia sẻ cho em để cho chính xác, để không như chị nào bị thiệt hết. 30 nhóm rồi, chị Lân Quang miễn phí ship tận nhà luôn ạ. Từ 7 đến 30kg cho cả bé trai bé gái, tròn 2 phút cuối cùng. Còn 2 phút cuối cùng, nào các chị ơi, màu xám em hết nha. Màu bò xám em hết này, em nói nhắc lại là màu bò xám em đã hết. Các chị ngừng comment cái màu bò xám này, tiếp tục lên kaki và phao. Nào lên kaki và phao đi. Úi giời, phao này cũng bò mũa phong, phao này cũng mũ lông này các chị ơi. Phao này mũ lông này đẹp tuyệt vời luôn. Thời tiết này không săn áo phao thì không còn gì để săn nữa rồi các chị ạ. Không mua áo phao thì đừng mua gì nữa, bởi vì áo phao này quá đẹp luôn. Phao hàng xịn luôn nha, hàng cao cấp của em luôn nha, hàng Quảng Châu cao cấp nha. Em lấy màu nào cũng xinh cho các chị luôn. Có hai ok Văn Chính lấy hai cái, lên số điện thoại cho em. Ok chị Oanh Nguyễn comment từ nãy giờ rồi, chốt cho chị Oanh Nguyễn luôn, chia sẻ rồi bé Linh ơi, lên đơn luôn. Tầm giờ bây giờ đừng comment đã chia sẻ nữa, bởi vì là chắc chắn là mẹ nào cũng chia sẻ đủ rồi. Bây giờ em nhìn xem là mẹ nào chia sẻ thành công, comment chính xác thì em chốt thôi. Nào đừng quên chia sẻ nhá, em nhắc lại đừng quên chia sẻ này. Bao nhiêu? 10 lần vào hội nhóm và 2 lần trên trang cá nhân. 10 hội nhóm công khai nha, nhóm kín em không chốt đâu. Chia sẻ cho em 10 nhóm rồi mà mất một nhóm kín này em không chốt đâu này. Nên là có bao nhiêu nhóm chia sẻ tất cho em bấy nhiêu nhóm đi. Chị Đàn nhỏ ơi, em bán với giá là 35k, vừa bán vừa tặng. Ngày hôm nay vừa bán vừa tri ân, em xả hàng nghỉ bán. Ba áo phao Trần Nhung không bán ba áo phao nha, bởi vì là hàng chỉ bán ra sản phẩm thôi, còn chị khác vào sau nữa. Nào ok chị cái gì đây? Chị Đinh này, chị Yến Mai, chị cũng nghe nói rõ không ạ? Em chỉ giả 3 cái thôi nha. Nào các chị ơi, nào ngừng giả nào, hết thời gian của em rồi, bây giờ em ngừng giả này. Nào ngừng giả cho các chị nha. Tiếp tục chuyển giả cho mẫu khác, bây giờ là thời gian em bên em kiểm tra. Thời gian của bên em kiểm tra nào. Trong thời gian chờ đợi ngắm cho em mẫu này thì em tiếp tục chuyển giả cho mẫu khác này. Xả áo bò mũ thường này, xả áo bò thì các chị luôn này, hai màu, màu xám khói và màu xanh ạ. Ngừng cho em 35k bởi vì em đã ngừng giả rồi nha. Em chốt hết, em ngừng giả rồi. Tất cả những chị nào đã giúp em chia sẻ rồi, đợi em 5 đến 10 phút em kiểm tra. Nào các chị ơi, nhanh tay này, nhanh mắt này, ngắm cho em mẫu này đi để chốt này. Áo thì ngày hôm nay em có 50 chiếc nha. 50 chiếc em mới điều chuyển về đêm qua sau. Thật sự luôn các chị ơi, trời giá rét ngày hôm qua 12 giờ đêm vẫn đứng để chờ đợi chiếc áo bò này cho các chị luôn ạ. Nào bán cho các chị ngày hôm nay giá là 130.000, từ 7 đến 28kg cho cả bé trai bé gái. Em có hai màu, màu xanh và màu xám khói. Đặt hàng thì lên số điện thoại, bởi vì sao em phải nói, bởi vì sao ngày hôm nay em phải trả nhanh, bởi vì hàng này không có nhiều luôn. Từ 7 đến 28kg nha. Chị nào cố tình comment hủy đơn, nào hủy đơn Bích Thúy này, hủy đơn Ngọc Tuyết này, cố tình comment hủy đơn cho các chị yêu nha. Nào hai màu, màu xanh và màu xám khói, từ 7 đến 30kg. Đặt hàng thì lên số điện thoại, lên số điện thoại kèm địa chỉ luôn giúp em ạ. Nào đặt hàng để lại số điện thoại địa chỉ, em đã ngừng giả 35k nên các chị ngừng comment luôn. Chị nào giúp em chia sẻ rồi đợi em kiểm tra, còn cố tình comment em tự động hủy đơn. Ok chị Nguyễn Duyên, lên địa chỉ nhận hàng cho em ạ. Lên số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em là chị ơi, từ 7 đến 28kg cho cả bé trai bé gái nha. Bé trai bé gái này mặc đẹp luôn ạ. Ngày hôm nay em xả áo này thì giá là 130.000 luôn. Ok chị Lê Hải Yến Trần, lên địa chỉ cho em. Nào Ngọc Trần, lên địa chỉ cho em. Việt Loan
Nào cái gì đây, bọn Việt Lan lên địa chỉ cho em đi nào. Bò mũ em hết chị ơi, hủy đơn. Nào chị Thanh Tâm hủy đơn này. Tất cả những chị nào cố tình comment là em hủy đơn nha. Nào Duy Vinh Diệu Nguyễn hủy đơn luôn này. Chị nào còn cố tình comment là em hủy đơn ạ. Em xả áo này với giá là 130. Đặt hàng thì lên số điện thoại kèm địa chỉ cho em từ 7-28 ký. Nào ok, Việt Tú lên địa chỉ nhận hàng cho em. Trang Trần lên địa chỉ kèm cân nặng cho em ạ. Áo bò này 130 thôi, rẻ quá rẻ luôn. Nhung Nguyễn lên địa chỉ cho em. Nào đặt hàng lên số điện thoại và địa chỉ cho em. Đầy đủ thì em chốt, không đầy đủ em tự động hủy đơn. Lê Cẩm lên địa chỉ cho em nhé chị ơi. Ok chị Thanh Hiền này. Ok chị Thanh Hiền lấy màu nào mẫu nào comment nhanh luôn ạ. Nào chị ơi, em đã ngừng giả 35k rồi. Em đã giả áo bò này, hẹn chị ở live sau. Áo bò này em giả 130 chị ơi, áo bò này 130 chị ạ. Nào chị Long Hoàng lấy gì comment cho em đi nào. Ok chị Tony Trần nha, lên địa chỉ cho em. Đấy chị comment chị Tony, chị là Tony Trần cho em. Đấy bò 130k đúng rồi chị ơi. Từ 7 đến 28 tùy từ 7 đến 28 ký. Hai màu xanh và màu xám khói này. Chị Phương đang lấy hai áo bò màu nào lên số điện thoại địa chỉ cho em nha. Chị Thanh Hiền này, ok chị Thanh Hiền nha. Chốt đơn cho chị Thanh Hiền. À chị Thanh Hiền chưa có số điện thoại và địa chỉ chị ơi. Áo này lông lông 100% bên trong luôn. Hàng cao cấp luôn nha, hàng Việt Nam xuất khẩu luôn, không phải đơn giản đâu. Không phải hàng này hàng kém chất lượng em đem ra bán với các chị đâu. Đây tem mác vẫn còn rõ ràng. Ngày hôm qua 12 giờ đêm vẫn đứng canh để hàng để vào kho để hôm nay bán với các chị luôn. Nào quá là đẹp luôn ạ. Đăng Hải lên địa chỉ cho em nha. Áo bò này em xả với giá là bao nhiêu? 130.000 một áo thôi ạ. Rẻ nhất thị trường luôn, bán phá giá thị trường. Trang Lê Cẩm lên địa chỉ cho em nha. 7 cân có chị ơi, lên địa chỉ cho em lại 7 cân mặc cái này nha. Nào ok chị Diệu Nguyễn chốt đơn này. Nào ok Phương Phan lên địa chỉ nhận hàng cho em ạ. Quá hấp dẫn luôn chị ơi, hàng em quá đẹp luôn. Việt Nga lên địa chỉ cho em nhé chị ơi, lên địa chỉ nhận hàng cho em đi nào. Áo này từ 7 đến 28 kỳ chị ạ. Em giả với giá là 130.000 một áo. Hoàng Long lên địa chỉ cho em nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết. Hàng em không có nhiều. Ok Hải đang chốt đơn. Chị nào mà comment linh tinh hoặc là comment không đầy đủ tự động hủy đơn. Nhung Nguyễn em chốt đơn. Nào chị đó Xuân Nguyễn này lên địa chỉ cho em này. Bùi Thị lên địa chỉ nhận hàng cho em từ 7 đến 28 ký chị nha. 12 ký có chị Thúy Duyên lên địa chỉ cho em. Nam nữ đều mặc được hết. Chị Thi Bùi ơi, chị Thi Bùi ơi, chị 30 nhóm rồi, chị đợi em kiểm tra. Chị Thanh Bê lên địa chỉ cho em đi ạ. Nào ok chị Thanh Hiền này. Ok chị Thanh Hiền em chốt đơn nha. Thúy Hằng bò mũ lông em hết sạch rồi, em nói từ lúc nãy rồi. Hoa Hồng ok chốt đơn Hoa Hồng này. Chị nào nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết. Hàng này không có nhiều đâu các chị ơi, hàng này không hề có nhiều luôn. Huỳnh Trần lên địa chỉ nhận hàng cho em nào. Thúy Ngọc Thị Bùi Bang nhóm rồi, đợi em kiểm tra. Chị Hoa Hồng em chốt đơn, chị nào mà để lại trước em chốt trước, để lại sau em chốt sau. Nào nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết. Ok Thị Hoàng em chốt đơn này. Nam nữ đều mặc đẹp chị ơi. Em ơi áo đẹp quá của bé trai 10 ký, chị Phương Thảo có 10 ký lên rồi, điện thoại địa chỉ cho em. Chị khách quen, chị khách cũ nào, em trong em có rất là nhiều chị khách quen này, nhiều chị khách sộp nhà em này đấy. Các chị ấy mua hàng rồi, các chị ấy biết đẹp hay không? 25 ký có chị ơi, lên số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi nào. Em có đến tận 28 ký nha. Đặt hàng thì để lại số điện thoại và địa chỉ nha. Chị Đào Đào giúp em chia sẻ rồi, đợi em kiểm tra bên kia nhà em có lực lượng kiểm tra rất là đông. Thảo Phạm lên địa chỉ nhận hàng cho em luôn. Đẹp quá thì đặt luôn hai cái luôn đi chị ơi. Nào bây giờ còn đã chia sẻ rồi, em từng chia sẻ từ lâu rồi chị nha. Nào ok chị Nguyễn này lên địa chỉ cho em đi nào. Phương Pha lên địa chỉ cho em đi nào. Áo bò này 130 chị ơi. Từ 7 đến 28 ký nhau. Ok chị gì đây? Chị Phạm Thị này em chốt đơn này. Chị Lê Cẩm em chốt đơn này. Chị nào có đơn trước em chốt trước. Chị nào vào sau thì chị nào vào sau mất quyền lợi. Vân Loan 9 ký có lên địa chỉ cho em đi nào. Ok Hoàng Long chốt đơn. Nào chị ơi, áo này có giá là 130. Phương Thảo lên địa chỉ nhận hàng cho em ạ. Ok Cẩm Hà Nguyễn chốt đơn. Đẹp Tu lên địa chỉ, Việt Tú chốt đơn. Nào Đẹp Tú lên địa chỉ cho em, đừng quên để lại cân nặng để em lấy sai. Lên số điện thoại và địa chỉ đầy đủ, đặt hàng không đầy đủ em tự động hủy đơn. Hàng này em không có nhiều. Nào hôm qua 12 giờ đêm đứng giữa trời lạnh thế này để lấy hàng cho các chị luôn. Nào ok chị Mùa Đông lên địa chỉ cho em đi ạ. 6 tuổi bao nhiêu cân chị ơi? 6 tuổi bao nhiêu cân? Từ 7 đến 28 ký đặt hàng nha. 30 ký không vừa nha chị ơi, hẹn chị ở những mẫu khác. Từ 7 đến 28 ký đặt hàng cho em ạ. Ok chị Ngọc Linh này, chốt đơn chị Ngọc Linh. Các chị comment để lại cân nặng số điện thoại đầy đủ rõ ràng. Nào đầy đủ rõ ràng để em chốt được các chị nha. Từ 7 đến 28 ký cho cả bé trai bé gái luôn. Em giả 130.000 một áo, lên quần cho các chị luôn này, lên quần luôn để lấy một bộ luôn này. Ok chị Bảo ra chốt đơn. Nào chị ơi quần này nhanh các chị ơi, quần đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn. Quần này mà không đặt thì đặt quần gì bây giờ? Anh Kim lên địa chỉ cho em đi nào. Chị Nhung Nguyễn này đặt mẫu gì comment nhanh luôn. Nặng 12 ký vừa, gái Phạm lên địa chỉ cho em. Bò Diễm lên địa chỉ cho em nào. À quên chị Bò. Lý Diễm lên địa chỉ cho em này. Chị Quỳnh ơi lấy áo phao tí em sẽ trả áo phao nha. Em đợi xem là còn nhiều không đã. Chị Đồng Thành ơi lên địa chỉ nhận hàng cho em 20 ký vừa nha. Nổ địa chỉ số điện thoại cho em luôn đi nào. Văn Loan chốt đơn luôn này. Quần đây chị ơi, trời ơi quần quá đẹp luôn này, quần quá đẹp luôn. Chuẩn bị báo giá sốc luôn nha, báo giá sốc luôn. Ngọc Nương lên địa chỉ cho em. Phương Phan em chốt đơn. Chốt đơn cho chị luôn. Nào từ 7 đến 28 ký này.
Quần cũng từ 7 đến 28 ký nha. Màu này đẹp tuyệt vời luôn, hai màu này đang làm mưa làm gió ở thị trường. Huỳnh Trần chốt đơn luôn này. Nào Umi Lê lên địa chỉ đi nào chị ơi. Chị ơi đơn hàng trên 500k tức là ngày hôm nay chị nào mua 5 sản phẩm trở lên lên xuyên miền VIP ạ. Mua 5 sản phẩm trở lên em bị ship. Ôi chị ơi, em chưa nói quần. Nào em còn chưa báo giá quần. Hoài Mít lên địa chỉ cho em, Hoàng Linh lên địa chỉ nhà em. Khách cũ nhà em chưa báo giá quần vào mua luôn rồi. Chị ơi biết đâu ngày hôm nay em xả rẻ hơn thì sao? Nào quần hai màu này, màu xanh và màu đen. Quần này em xả với giá là 110.000 một chiếc nha. Bạn trai bạn gái đều mặc đẹp. Chị nào ngày hôm nay mua hai chiếc em để cho 99k một chiếc. Ok, Nguyễn Văn Chính chốt đơn. Quần 110.000 một chiếc chị ơi. Combo 2 chiếc 200.000, Cẩm Hà Nguyễn chốt đơn. Đặt hàng thì lên số điện thoại và địa chỉ. Có đơn rồi gộp đơn, không gộp đơn chiếc quần bò này tiếc cả đời luôn. May cỏ lên địa chỉ cho em này. Chị ơi quần này dày nhé chị nhá, quần bên em chưa bao giờ bán mỏng hết. Hà Quyên lên địa chỉ nhận hàng cho em chị ơi. Áo bò lót lông 100% luôn ạ. Bò lót lông 100% luôn. Cái gì đây, 20 ký vừa chị ơi, lên địa chỉ cho em. Quần chị lấy trước của em rồi, đẹp quá. Ok chị cảm thụ đấy. Các chị ơi vào xem like thì nhớ nhìn comment khách cũ của em nha. Đẹp tuyệt vời luôn chị ạ. Áo bò lông lông có chị ơi, lấy màu gì comment nhanh luôn. Hai lên danh ok Phương Phan lên địa chỉ cho em này. Có đơn rồi gộp đơn cho em đi nào. Có đơn rồi gộp đơn. Không có 30 ký chị ơi, hẹn chị ở những mẫu khác. Nguyễn Văn Chính này, có đơn rồi gộp đơn còn không lên địa chỉ cho em. Chị ơi áo bò mũ lông em hết rồi nha. Em nhắc lại là áo bò mũ lông em hết rồi. Sao em ở Hà Nội là chị ơi, ui thời tiết càng ngày càng lạnh rồi. Đặt hàng để số điện thoại em bắt đầu chốt này. Ok Giang Phạm gộp đơn, Xuân Nguyễn chốt đơn, Hoa Hồng chốt đơn, Nhật Anh lên địa chỉ nhà hàng, Phạm Thị chốt đơn. Trời ơi quần bò quá đẹp luôn, đẹp tuyệt vời luôn. Nào ok nào người tình mùa đông chốt đơn. Mít này lên địa chỉ cho em đi nào chị ơi. Nhanh tay thì còn, chậm tay đừng có tiếc. Ok Hoàng Linh này chốt đơn này. Hối tiếc cả một đời luôn các chị ơi. Thảo quá đẹp luôn, thật sự quá đẹp luôn. Ok Thùy Duyên lên địa chỉ cho em nha. 35 cân không có chị ơi. Hàng này của em hàng cao cấp nha. Em mới về đêm qua xong này, mới điều chuyển về đêm qua cùng với chiếc áo bò này luôn. Trang Nhung lên địa chỉ cho em nha. Việt Loan này áo bò mũ lông không có hủy đơn. Nào ok Dịu Nguyễn nha. Ok chị Dịu Nguyễn lấy cái gì đây. Ok chị Dịu Nguyễn này chốt đơn nha. Vì chấm nhanh đơn đúng rồi chị ơi. Em nghĩ là nên lấy rộng rộng ra một chút. Em may mua cho con cún cũng thế. Nào Trang Nhung lên để chỉ cho em nhận hàng đi nào. Ok Văn Chính gộp đơn lấy bao nhiêu lên để chỉ cho em. Lê Cẩm em chốt đơn này. Nào Quyên Quyên chốt đơn. Đặt hàng để lại số điện thoại kèm địa chỉ luôn. Áo bò lót lông. Ok Tình Nguyệt Tiến lên địa chỉ đi nào. Quyên Ly lên địa chỉ nha. Quần 110 rồi. Nào bán phá giá thị trường luôn. Quần này đang làm mưa làm gió thị trường các chị biết rồi. Nào ok chị Nhung Nguyễn chốt đơn này. Trang gái đều mặc đẹp chị ơi, có 14 ký lên địa chỉ cho em nha. 14 ký có luôn lên địa chỉ cho em nha. Đặt hàng thì để lại số điện thoại và chị Phong Dần ơi. Phong gì đấy? Phong Dần giá em bán là 110.000 một quần và một combo 2 chiếc 200.000 luôn ạ. Ok chị Bích Nguyễn nha, lên địa chỉ cho em chị ơi. Nam nữ đều mặc được hết chị ạ. Ok chị ơi, cái gì đây? Chuột yêu gạo đúng không? Chuột yêu gạo này lên địa chỉ cho em đi nào chị ơi. Nào chị Phương bạn em chốt đơn này, Trang Nhung chốt đơn. Chị nào có đơn rồi gộp đơn nha. Em bắt đầu chốt đơn tiếp này. Hàng này của em không có nhiều đâu. Mi Hip em chốt đơn nha. Chốt đơn này để lại màu màu rõ ràng cho em. Quần bò em có hai màu, màu đen và màu xanh. Màu đen màu xanh, áo em có hai màu. Áo em có hai màu, màu xanh và màu màu xám khói. Ok chị Chi Co này, Chi Co lên địa chỉ nhà hàng cho em chị ơi. Đặt hàng thì bổ sung luôn số điện thoại và địa chỉ. Hàng này em chỉ chốt trực tiếp trên này. Trên này chỉ có em mới dám bán giá này. Nhân viên nhà em inbox không bao giờ dám bán giá này cho các chị. 18 ký có lên số điện thoại và địa chỉ cho em. 240.000 một bộ. Nào quần 25 ký có vừa chị ơi, quần áo đủ size từ 7 28 ký. Thu Thủy lên địa chỉ cho em đi nào. Em địa chỉ nào màu tôi nhé cho chị địa chỉ. Cái gì đây? Nguyễn Văn Chính lên như nào? Anh cho địa chỉ rồi. Anh chỉ đọc mẫu thứ nhất. Ok Văn Chính đúng rồi anh ơi, anh xong rồi. Anh lấy đây mẫu nào chỉ gộp đơn cho em luôn ạ. Xem quần đen chị ơi, quần đen đây nào. Đẹp tuyệt vời luôn này, hàng hàng cao cấp của em nha. Chị Phong Dần ơi, giá em bán quần là 110.000 và áo em bán giá là 110.000 một chiếc, em bán phá giá thị trường luôn. Ok chị Chi Co em chốt đơn này. Em bán coi như ngày hôm nay em phá giá thị trường luôn. Em phá giá hết luôn các chị ơi, mặc kệ nó. Nguyễn nào em bán chủ yếu lấy số lượng này. Lãi lợi gì không biết luôn, em không biết luôn. Nhân viên nhà em bảo là mỗi một lần lãi không biết tổn thất bao nhiêu, mặc kệ các chị ạ. Vừa bán vừa tặng. Quyên Quyên này 14 ký có chị ơi, lên địa chỉ cho em đi nào. Nguyễn Ngọc bổ sung lên số điện thoại và địa chỉ nha. Ship toàn quốc 30k. Mẹ nào mua 5 sản phẩm trở lên miễn phí ship. 6 tuổi bao nhiêu cân chị ơi, bán theo cân nặng nha. Từ 7 đến 28 ký thì chị đặt hàng luôn ạ. Cả bộ 240 chị Hương Bùi ơi, cả bộ 240. Đây bạn canh em đang mặc đây nha. Cả bộ 240.000 rồi, ơi quá là đẹp luôn này. Bạn canh các bạn, các chị ngắm xem bạn canh cho mặt cho em này. Các chị ngắm bàn tay xem, quá đẹp luôn. Nguyễn Cẩm chốt đơn này. Nào ok chị chuột đáng yêu chốt đơn luôn nha. 22 ký có chị ơi, lấy quần màu nào comment nhanh luôn nha. Tốt nhất là lấy hai cái luôn chị ạ, quá rẻ luôn. 200.000 em bán cho chị hai cái luôn. Thu Thủy chốt đơn này. Nguyễn Ngọc lên để chị nhận hàng đi
Hoài Sơn, Hoài Sơn cái gì đây? Ok Hoài Sơn lên địa chỉ nhận hàng cho em nha. Lấy một áo màu đen lông lông đúng không? Lên địa chỉ cho em đi nào. Ok Nhật Anh chốt đơn này. Nào Hoàng Long lên địa chỉ nhận hàng đi. Mình lên đơn rồi. Ok chị Quyên Quyên, chị có đơn rồi, chỉ cần ghi gộp đơn cho em thôi chị yêu nha. Nguyễn Tiến em chốt đơn ạ. 6 tuổi bao nhiêu cân? 20 cân vừa luôn. Nhưng mà chị lên màu, lên mẫu cho em đi nào. Em chưa thấy màu mẫu của chị đâu. Chị Mỹ mời hàng nhà em chưa bao giờ cho khách không kiểm tra nha. Hàng, tất cả hàng nhà em khi gửi về mà khách nhà em đều được kiểm tra trước khi nhận. Ưng, đẹp, đúng với những gì like, lấy, không ưng, gửi lại, không mất đi ship. 29kg không có đâu chị ơi. Nguyệt Tiến lên địa chỉ cho em luôn đi nào. Lên địa chỉ cho em đi. Thời tiết càng ngày càng lạnh rồi. Nào hôm nay nó không mưa là may rồi các chị ơi. Nó không mưa là may rồi bởi vì là mưa thì rét lắm. Các bé đi học rất là lạnh luôn. Ok Nguyễn Hạnh 130 lên địa chỉ cho em nào. Lên địa chỉ cho em 9kg có chị ơi. Có chị Minh Anh ơi, có cả quần và có cả áo nha. 88 bao nhiêu cân chị ơi? 88 chắc chắn là phải hơn 7kg rồi. Có luôn, lên số điện thoại và địa chỉ cho em luôn đi ạ. Được xem hàng trước khi nhận chị Mi Mip nha. Sau này mạng yếu sao nhỉ? Được xem hàng trước khi nhận nha. Từ 7 nào em lên tiếp tục bỏ hoa cho các chị luôn này. Nào kaki còn màu vàng này. Kaki trả hết còn duy nhất màu vàng. Bán cho các chị ngày hôm nay luôn. Áo này lót lông này. Áo này cũng lót lông luôn. Đẹp tuyệt vời mặt trời luôn. Áo này ngày hôm nay trả hết bao nhiêu? 130.000 một áo luôn. Nói chung hôm nay xả các chị đặt tôi. Xả đặt tôi, em chả biết em bán giá này em bị lỗ như nào. Em còn chưa tính thiệt hại cơ. Ok Ngọc Hạnh lên để chỉ nhận hàng cho em. Anh Kim gộp đơn 8kg có chị ơi. Nhưng Nguyễn thì em gộp đơn à? Nhưng chị Duy Nguyễn ơi, chị lên địa chỉ cho em luôn đi nào chị yêu ơi. 16kg có, lên địa chỉ luôn. Tinh Trang ơi, combo hai quần lên địa chỉ kèm màu luôn. Ok chị Nhung Nguyễn gộp đơn. Nào áo kaki này. Nào xả luôn cái áo da luôn đi cho nó hết luôn đi này. Nào còn vài một vài chiếc áo da xả nốt luôn này. Nào áo da và kaki xả đồng giá 130 luôn. Nhanh luôn 130 cho các chị luôn ạ. Đặt hàng thì để lại số điện thoại kèm địa chỉ nha. Nào kaki 130.000, da 130.000, cũng từ 7 đến 28kg nha. Nào ok chị Đình Quỳnh lên địa chỉ cho em. Chị Nhung Nguyễn gộp đơn. Kiều Mến này lên địa chỉ cho em nào chị ơi. Nào kaki hồng hết chị nha. Chị Nguyễn Thị lấy áo màu nào comment rõ lên địa chỉ nhà cho em. Ok chị Huy Hoàng lên địa chỉ cho em đi ạ. Chị Hương Bùi ơi, chị bổ sung địa chỉ nha. Chị nào có đơn rồi gộp đơn. Ok em Văn, chị Văn Chính gộp đơn. Em còn nhớ anh luôn, anh Nguyễn Văn Chính ạ. Gộp đơn luôn nha. Chị Ngọc Green lên địa chỉ cho em 16,5kg vừa chị ơi. Nào áo bò lót lông, áo kaki, áo da. Hôm nay đồng giá hết 130.000 cho các chị dễ chọn, dễ đặt luôn. Quá rẻ luôn, quá rẻ luôn. Ok Hoài Sơn chốt đơn này. Để lại số điện thoại, địa chỉ đầy đủ cho em nha. Hết rồi chị Việt Tú ơi, hết rồi. Nào còn thế bán các chị, em có giữ làm gì đâu. Áo đen em hết nha. Áo bò 130 chị ơi, quá đẹp luôn. Nào bò lót lông 100% bên trong luôn nha. Lót lông 100% luôn này. Hàng cao cấp của em nha. Hàng này còn không đặt mua nữa thì mua hàng nào bây giờ nữa. Trời thời tiết càng trời lạnh rồi, săn luôn cho bé luôn. 26kg vừa. Đỗ Túy lên địa chỉ nhận hàng cho em. Uyên Hoàng lên địa chỉ nhận hàng cho em. Mạnh Trần lên địa chỉ đi nào chị ơi. Xem quần bò bông ấu vừa, em hết quần bò bông ấu rồi chị ơi. Suki Nguyễn chốt đơn luôn này. Nào ok chị Hoàng Thanh Bình lên địa chỉ cho em nha. Gộp đơn áo da nâu, ok chị Chuột Yêu luôn. Nguyệt Tiến em chốt đơn luôn. Nào hoa hồng lấy các ghi vàng, không có 30kg đâu, thủy đơn. Nào 35kg không có chị ơi. Áo này em chỉ có đến 28kg nha. Kaki áo da áo bò em chỉ có size từ 7 đến 28kg. Đặt hàng để lại số điện thoại luôn. Cho em chưa? Nhung Hà inbox cho em, nhân viên nhé, em sẽ tư vấn cho chị. Lan Anh lên địa chỉ cho em nha. Em đều có người nhân viên check đơn inbox cho chị hết. Nhưng mà riêng hàng này là em đóng lúc nào em cũng hàng xong là em cũng đóng luôn. Bởi vì hàng em không có nhiều đâu. Bây giờ đợi các chị inbox rất là rõ là lâu ấy. Nào Nguyễn Cảnh chốt đơn gộp đơn này. Ok chị Hạnh Phúc Mến chốt đơn này. Lấy bộ nào comment nhanh luôn chị ơi. Lấy màu comment nhanh luôn nào. Hàng không có nhiều. Hiếu lên để chỉ nhận hàng. Ok chị Nguyễn lên để chỉ nhận hàng nha. Lấy áo da màu ngà chị Thúy Lê ơi. Ok chị Việt Nga lên để chỉ nhận hàng cho em đi này. Bao nhiêu ạ? Bộ lông 130.000 luôn chị ơi. Bán phá giá thị trường. Uyên Hoàng chốt đơn, Hoài Sơn chốt đơn. Áo vàng kaki này 130. Đồng xả 130. Kaki da và bò xả hết, xả 130.000 hết cho các chị luôn. Bán phá giá thị trường luôn. Duy Nguyễn chốt đơn nha. Từ 7 đến 28kg mẫu này nha. Đặt hàng thì lên số điện thoại kèm địa chỉ luôn đi này. Đặt hàng để lại số điện. Nào ok kaki vàng này. Đấy các chị ơi, không nhanh tay rồi. Bây giờ nó lẻ sai rồi đây này. Không nhanh tay nó lẻ sai rồi đây này. Kaki vàng ấy chỉ còn từ 15 đến 28 cân thôi nha. Đặt 15 đến 25 cân đấy các chị, không đặt nó lẻ sai luôn. Hàng ấy có nhiều đâu. Từ 15 đến 25 cân. Ok Ngọc Ngân chốt đơn nha. Duy Nguyễn lên địa chỉ cho em đi nào. Phao có chị ơi, phao đợi một chút xíu em sẽ lên nha. Phao đợi một chút xíu em sẽ lên này. Đấy nói với các chị một lúc mà em đã nắm người lên rồi đây này. Nào mai nói với các chị em nắm người lên rồi, sáng mai dậy lạnh dã man luôn. Nào ok chị Yếu chốt đơn nha. Trang Nguyễn lên địa chỉ cho em đi nào. Chị ơi nam nữ đều mặc đẹp hết nha. Bé trai bé gái đều mặc đẹp cho em. Nhà em chưa bao giờ bán riêng bé trai, chưa bao giờ bán riêng bé gái cả nha. Hàng không hàng toàn hàng cao cấp thôi, không phải hàng liên hàng tiên. Nên là đặt hàng thì lên rồi điện thoại. Bằng Lăng lên địa chỉ cho em đi nào. Việt Nga lên địa chỉ nhận hàng nha. Ok Yên Tài chốt đơn này. Nào lên tiếp áo dạ này, sư phụ
phẩm dạ luôn này, còn vài chiếc áo dạ là giá nốt luôn cho nó hết luôn. Ok, chị Việt Phương lên địa chỉ cho em nha. Em bắt đầu em chốt tiếp này, em báo giá chiếc áo dạ các chị gộp đơn cho em luôn này. Em báo cái áo giá cái áo dạ này thì đúng là nào. Ok, Nguyễn Ngọc chốt đơn luôn này. Nào chị Việt Nga này, áo kaki màu vàng em còn từ 15 đến 25 tí thôi. Đặt hàng thì lên số điện thoại và địa chỉ. Ok chị Nhật Anh em chốt đơn nha. Nào áo da đen có chị ơi, lên số điện thoại và địa chỉ cho em đi nào. Nguyễn Tiến ơi có nha, áo vỏ lân lân em có từ 7 đến 28 kg. Áo da có màu gì bạn ơi? Ok này, đợi em một chút xíu. Việt Tú này gộp đơn nha. Cái gì đây? Ok chị Việt Tú nha, em sẽ kiểm tra và gộp đơn cho chị luôn. Nguyễn Tiến lên để chỉ cho em nào chị ơi. Áo da màu nâu, ok Thu Thủy gộp đơn nha. Trang Nguyễn chốt đơn. Đặt hàng lên số điện thoại địa chỉ, đúng rồi. Cả áo da có hai màu, màu nâu và màu đen. Giảm 130.000 nha. Giảm 130.000 luôn, nhanh luôn. Ok chị Bình Dương Hoàng lên địa chỉ cho em nào. Chị Bình Dương Hoàng ơi, lên địa chỉ cho em. Ok Hiếu Trương Phú này, lên địa chỉ nhận hàng cho em nha. Bổ sung số điện thoại địa chỉ nhận hàng cho em ạ. Cả bò áo bò, áo bò cả bộ bao nhiêu chị ơi? Quần bò 110, áo bò 130, tổng bộ đó là 240.000. Chị lấy màu nào? Bởi vì em bán xếp rồi, em không bán xếp bộ, nên chị lấy màu nào thì comment rõ màu cho em. Ok Lê Huyền Trang em chốt đơn này. Nào từ 7 đến 30 ký này, đặt áo dạ cho em. Áo dạ em có 3 màu, áo em cầm tay trên này là áo dạ. Vừa đặt xuống là áo bò 130. Áo dạ có 3 màu, màu be, màu nâu và màu xanh. Ngày hôm nay cái chiếc áo dạ siêu phẩm dạ hàng cao cấp này giảm giá là 99k. Giảm giá 99k nha. Nào từ 280k xả xuống còn 99k các chị ơi, quá rẻ luôn. Các chị không đặt thì hối tiếc cả đời luôn ạ. Chị Hải An có 13 ký, lên địa chỉ nhận hàng cho em. Áo dạ bao nhiêu chị họ anh ơi, em đang cầm trên tay áo dạ đây ạ. 35 ký không vừa rồi chị ơi, hẹn chị những mẫu khác nha. Nào áo em đang cầm trên tay em xả là 99k. Đặt hàng lên số điện thoại, lấy cái gì đây, lấy bên năng lực. Ok chị Jenny Phạm lên địa chỉ cho em, lên số điện thoại để chỉ cho em 99k. Chị ơi 200k hai áo quá rẻ luôn. Kaki không chị ơi, kaki em hết, em còn màu vàng đây. Em còn màu vàng từ 7 đến 25 nha. Đặt hàng thì lên số điện thoại luôn. Kaki gần như là lúc nãy em xả xong là gần như là em hết toàn bộ. Nào áo dạ nào, à quên, áo dạ siêu phẩm dạ xả bao nhiêu? Ok Hoài Sơn chốt đơn. Nào dạ này 99k. Đặt hàng lên số điện thoại luôn, quá rẻ luôn. Hàng này mà không áo dạ này không ấy. Ừ để đấy chị uống. Chị ơi trai gái đều mặc đẹp nha, bé trai bé gái đều mặc đẹp cho em. Ok chị Hương Phạm lên địa chỉ cho em đi nào. Chị ơi kaki vàng lưu ý giúp em. À đúng rồi, 16 ký lên đơn cho em. Hà San lên địa chỉ nhận hàng cho em luôn đi này. Nguyễn Tê lên địa chỉ nhận hàng. Đỗ Thủy chốt đơn. Áo dạ này em trả 99k. Ok em chào chị Phạm Băng nha. Chị Việt Tú lên địa chỉ cho em đi nào. Áo dạ này cũng quá đẹp luôn các chị ơi, rồi nó đẹp tuyệt vời thế không biết nữa. Nào em đang cầm là áo dạ chị ơi, áo dạ nha. Hàng này quá đẹp luôn. Ok Nguyễn Phương em chốt đơn này. 99k nha, em vừa xả giá xong vừa chia cho các chị luôn này. Vừa bán vừa tặng luôn, vừa bán vừa tặng luôn ạ. 21 ký có chị ơi, các chị ngắm cho em trên like này. Trên like này thì các chị bảo em lừa đảo và sao được. Trong khi hàng nhà em về các chị được kiểm tra trước khi nhận. Áo bò lông lông có, em vẫn có áo bò lông lông nha. 130.000 một áo đây nào. Áo kaki một cái, chị lấy áo màu nào? Bởi vì em chỉ còn màu vàng từ 15 đến 25 ký thôi ạ. Chị lấy áo màu này thì comment nhanh luôn nha. Ok chị à, Hạnh Phúc mến gộp đơn nha. Làm gì có áo dạ màu hồng chị ơi, làm gì có áo dạ màu hồng đâu. Áo dạ ba màu này, chị Linh Chi lấy màu nào comment rõ luôn. Chị Thu Đâm Đặng này lấy áo dạ màu nào comment nhanh nha. Hàng em không có nhiều đâu, đừng comment vỡ, đừng comment thiếu là em không chốt được đâu. Nhân viên nhà em sẽ không bao giờ chốt được các chị đâu. Bởi vì là em nói rồi, hàng lần này không có nhiều đâu. Mẹ nào để lại số điện thoại, địa chỉ đầy đủ chốt, còn không hủy đơn. Hàng không có nhiều. Nào ok Mạnh Tiến này, lên địa chỉ nhận hàng cho em đi nào. Áo dạ từ 7 đến 5 ký. Ok Hai My lên địa chỉ nha. Đúng rồi chị ơi, áo dạ một lớp thôi nhưng mà chất cực kỳ dày dặn luôn. Dạ này dạ ép nha, dạ len ép nha các chị nhờ. Ok mùa đông lên địa chỉ cho em nào chị ơi. Bây giờ lại còn đã chia sẻ là chị ơi, hẹn chị ở lần khác nha. Hẹn chị ở lần khác. Nào ba màu này, màu be, màu cam và màu xanh ạ. Ok chị Đỗ Thúy lên địa chỉ cho em đi nào. Hami Lê lên địa chỉ nhận hàng cho em nha. Nào chị ơi 35 ký không vừa đâu. Áo kaki này 130.000 chị ạ. Đặt hàng để lại số điện thoại. Còn màu này thôi, duy nhất còn màu này và chỉ còn lẻ size từ 15 đến 25. Đặt hàng thì lên số điện thoại 25 ký vừa. Chị Má Siêu ơi lên địa chỉ cho em nào. Tạ Thùy Linh bổ sung số điện thoại và địa chỉ. Thiên Anh bổ sung luôn số điện thoại và địa chỉ nhận hàng luôn cho em luôn. Nào có 9 ký chị ơi, có 9 ký nha. Kaki không còn màu bò chị nha. Kaki 130.000 một cái chị ạ. Đẹp luôn. Xỉ chị ơi, xỉ inbox cho em nha. Xỉ inbox cho em để được tư vấn nha. Nào từ 7 đến ok Tu Thúy này. À, không kaki xanh không chị ơi, làm gì có kaki xanh đâu.
chỉ có kaki vàng. Nào ok, Trang Nguyễn dồn đơn này, kaki mình xem lại, chị Phạm mọi người đây kaki đây nha, áo dạ 99k chị ạ. Nào đây nào. Ok chị Tâm thu nặng lên địa chỉ cho em nha. Chị Yến này em chốt đơn này, nào Việt Tú chốt đơn luôn, thì những chị này em chốt từ trên rồi mà. Từ 7 chị nào, các chị ơi các chị đấy, chị cần đi gộp đơn thôi các chị yêu nha. Áo em đang cầm nào, áo dạ các chị ạ. Ok chị Amile em chốt đơn này. Áo em đang cầm áo dạ. Đây chị ơi, áo bò đây nha. Áo bò chị Kim Cúc ơi có 9 ký lên địa chỉ. Ok chị Mai Đoan em chốt đơn luôn ạ. Nào ok Hương Trần lên địa chỉ cho em. Yên tâm vừa chị ơi, mẫu này đến 30 ký luôn cơ mà. Đẹp tuyệt vời luôn. Xì đây lấy 10 cái áo bỏ được tính xì không? Chị Mùa Đông ơi xì chị inbox cho em sẽ có người tư vấn xì riêng cho chị nha. Trên này em chỉ bán hàng thôi, tất cả những vấn đề hàng hóa xì như nào các chị inbox, nhân viên nhà em sẽ check đơn, check cho các chị. Nguyễn Hà lên địa chỉ cho em đi nào. Chị ơi con cá trở lên em sẽ miễn ship. Ok bé heo lên địa chỉ cho em. Hoàng Trung em chốt đơn. Hương Lê lên địa chỉ nhận hàng cho em ạ. Kaki bé này cũng cái màu này thì chỉ bé gái thôi, bé trai thì mặc hơi ái. Này màu vàng này nói chung là các chị thích mặc thì mặc thôi, chứ còn riêng màu này thì chắc là chỉ bé gái mặc đẹp thôi đúng không? Ok chị bé heo lên địa chỉ cho em nha. Nguyễn Ngọc gộp đơn nha. Nào từ 7 đến 30 chị nào đặt hàng nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết. Kaki vừa lúc nãy đủ size, bây giờ còn lẻ size là các chị biết độ hot của nó như nào rồi. Hàng của em mỗi lần về hàng nghìn chiếc nha, chứ không phải là về lẻ tẻ vài chiếc lên đây bán cho các chị đâu. Một ngày hàng vài trăm đơn đấy các chị ạ. Nên là không không chít được Shopee đâu nha, không chít được Shopee đâu. Minh Tiến em chốt đơn này, thấy chị Nguyễn Hà rồi chị ơi. Shop em ở Hà Nội chị ơi, ship toàn quốc 30k nha. Áo bò lân lân có hai màu ạ, màu xanh dê, à màu tím than và màu xanh nha. Chị ơi không nha, nào trên mua lên 5 sản phẩm thì em mới miễn ship chị nha. 5 sản phẩm em miễn ship, hàng em giả giá rẻ rồi em miễn ship thì bây giờ em làm nào các chị ạ? Bây giờ em làm nào giờ? Ở shop đang bán giá quá yêu đái luôn, không bán lên đây bán liền bán thiệt. Nguyễn Hà này lên địa chỉ cho em đi nào. Mỗi lần em la là nhân viên nhà em bắt sợ luôn. Bởi vì là sao? Bán phá giá. Nguyên Lê em chốt đơn nha. Áo bò 130 chị ơi. Em ở Linh Đàm Hà Nội chị nha. Nào chị qua nhân viên nhà em không bán chị giá này đâu, em chỉ bán trên live thôi. Trên này chẳng qua là em thích kiếm chi ăn thôi, thích kiếm bán. Áo đang cầm áo bò chị ơi, 130.000 một áo từ 7-28 kg ạ. Ờ cái gì đây? Có chị Thu Thủy ơi, có chắc là chị mua hàng em lần đầu đúng không? Nào có chị nha, hỗ trợ kiểm tra hàng trước khi nhận, hỗ trợ đổi size, chị yên tâm chị cứ để lại cân nặng thì không bao giờ lệch size đâu. Từ 7 đến 30 ký cho cả từ 7 đến 30 ký áo dạ nào. Trai gái mặc được hết chị ơi. 4 sản phẩm rồi mà Nhung Nguyễn lấy thêm một sản phẩm thì được miễn ship nha. Minh Tiến lên để chỉ cho em, Mạnh Tiến lên để chỉ cho hàng cho em đi nào. Chị Hoa Hồng ơi ok nha, chị ok nha, chị cứ để, chị cứ lên đơn cho em đi. Nhân viên nhà em sẽ gọi điện check cho chị rồi chị sẽ nói với bạn nhân viên nha. Chị Hồng Trinh này, chị ơi áo chị hỏi mẫu nào. Từ nãy giờ em rơi quá là nhiều mẫu luôn rồi. Lên đi Phạm lên địa chỉ cho nào cho em. Mạnh Tiến lên địa chỉ cho em đi nào. Ok chị Kim Cúc em chốt đơn nha. Nào chị Diễm Hoàng ơi em không nhận hàng trong inbox nha. Hàng em không có nhiều, em không nhận hàng trong inbox. Chị inbox bạn nhân viên nhà em không bao giờ bán chị giá này đâu, không dám bán ấy. Nào có giấy chị Nguyễn Hà rồi nào. Không có 30 ký chị ơi, 30 ký lấy sang áo dạ này, 30 ký lấy sang áo dạ. Nào quần bò 110 nghìn một chiếc nào chị ơi. Quần bò 110 nghìn còn ít em xả hết cho nó hết luôn như này. Nào chị Jenny Phạm ơi, áo bò có size 27 ký lên địa chỉ cho em đi nha. Được kiểm tra hàng trước khi nhận chị Jenny Bùi ơi. Được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Hàng hàng đẹp, hàng hàng xịn có gì đâu mà sợ mà không kiểm cho kiểm tra hàng các chị. Thoải mái, kiểm tra hàng thoải mái cho em luôn. Hàng đến các chị bảo là con like nó bảo con trên này nó bán nó bảo là cho nó kiểu cho được kiểm tra. Các chị kiểm tra thoải mái cho em, không kiểm tra gọi điện cho em. Nào ok Hạnh Nguyễn lên địa chỉ cho em đi nào. Nguyễn Hà lấy dòng xanh ok lên địa chỉ nhận hàng cho em. Em ở Hà Nội chị Kenny Bùi nha, em ship toàn quốc 30k. Quần bò đẹp tuyệt vời luôn này, có 16 ký nha. Lên địa chỉ nhận hàng cho em, Mạnh Nguyễn bổ sung số điện thoại đi nào. Quần này không lót lông chị ơi, rồi em nói đến quần lót lông. Nói đến quần lót lông được vừa rồi, vừa lộ mấy triệu quần lót lông xong các chị ơi. Nào không bán được é dã man luôn. Hà San ok chốt đơn này, không có 35 ký đâu chị ơi. Phạm Nga lên địa chỉ nhận hàng cho em. Nào màu xanh đây này, quần bò màu xanh màu đen này, 110.000 một chiếc và combo 2 chiếc là 200.000 ạ. Combo 2 chiếc 200.000. Ok Nguyễn Hà lên địa chỉ cho em nha. Phạm Nga lên địa chỉ nhận hàng cho em luôn đi nào. Bổ sung ngay luôn số điện thoại địa chỉ nhận hàng cho em để được chốt đơn. Phương Nguyễn lên địa chỉ cho em. Lên phải lên cả địa chỉ nha, số điện thoại mình số điện thoại không chốt đâu. Kim Tiên lấy áo bò xám, comment để lại số điện thoại địa chỉ kèm cân nặng luôn. Không đầy đủ em tự động hủy đơn. Quần này em còn quần này em còn 20 chiếc, chị nào đặt thì đặt nhanh luôn. Quần này còn 20 chiếc nha, bắt đầu em chốt hết 20 chiếc em dừng ngay lập tức luôn. Quần này 110.000, cô mua chiếc 200.000. Chị Nguyễn Hà em thấy đơn của chị rồi, chị lên địa chỉ và số điện thoại cho em đi nào. Áo dạ em giả 99k chị nha. Nào đặt luôn cho bạn em một set luôn này, cả quần bò luôn này. Quá đẹp luôn, chị Linh Chi lên địa chỉ cho em đi nào. Ok chị Dịu Nguyễn em chốt đơn này. Dịu Nguyễn này, ok Dịu Nguyễn chốt đơn nha. Kim Miến lên địa chỉ nào chị ơi. Quần không có lâu chị ơi, mới lộ mấy triệu ra
xong em không dám lấy về nữa luôn. Nào bán 10 mẹ thì chỉ có một mẹ thích thôi. Ok, Mạnh Tiến chốt đơn nha. Trương Phú lên địa chỉ nhà hàng cho em đi nào. Kim Yến lên địa chỉ nha. Phương Nguyễn chốt đơn này. Dồn đơn chị Trương Phú này. Đúng rồi, chị nào có đơn dồn đơn. Hà San lên địa chỉ nhà hàng cho em. Lấy ok, Nguyễn Văn Chính dồn đơn. Đấy, Nguyễn Văn Chính em còn nhớ luôn. Em còn nhớ luôn anh rồi anh ơi. Nào ok, Hà Thoai lên chốt đơn này. Đặt hàng lên số điện thoại địa chỉ Hoàng Trang chốt đơn nha. 27 ký vừa áo bó lông chị ơi, lên điện thoại lên số điện thoại địa chỉ đi nào. Quần bó 28 ký vừa chị ơi, quá đẹp luôn. Áo tay em cũng đồng giảm 130 hết. Nói chung là hôm nay em bán khá giá. Em bán phá giá thị trường hết chị ơi. Ngày hôm nay trên line này em bán phá giá hết. 5 tuổi bao nhiêu cân chị ơi? Nguyễn Hà chốt đơn. 5 tuổi bao nhiêu cân? Áo bò xanh giảm 130, bò xanh đây. Nguyễn Hà em chốt đơn này, lấy quần bò màu xanh ạ. Thì đây chị gặp Vivi có đơn rồi, gộp đơn chưa có đơn lên địa chỉ cho em. Không ship Shopee chị ơi, hàng nhé, mỗi lần hàng nghìn chiếc ship Shopee mất công lắm. Ship Shopee rất là lằng nhằng, nó có những cái thủ tục lằng nhằng lắm. 17 ký có Linh Chi lên địa chỉ nhà cho em, Yến Vi dồn đơn, Phạm Kha lên địa chỉ cho em. Nào áo bò này giảm 130.000 thôi nha. Đẹp tuyệt vời luôn này, không mua đừng hối tiếc này. Không mua đừng hối tiếc. Hôm sau lên bảo em ơi còn áo bò không, lúc đấy thì hết rồi các chị ạ. Có 13 ký Hoài Sơn lên địa chỉ cho em. Đặt hàng bổ sung số điện thoại địa chỉ kèm cân nặng rõ ràng, em biết em lấy sai. Nào Ngọc Vi lên địa chỉ cho em này. Nào ngày hôm qua đứng 12 giờ đêm để chờ hàng về này. Hôm qua bị tắc đường này các chị ơi, tắc đường nha. Này hôm qua bị tắc biên cái áo bò này nào. Em phải đứng 12 giờ đêm để chờ cái chiếc áo bò này các chị này. Ngày hôm nay là nó cũng vừa, thứ nhất là thời tiết lạnh. Ok chị Hành Nguyệt chốt đơn em nói tiếp. Nó hơi lạnh này nhưng mà em vẫn cố gắng lên để like các chị. Chờ em like em giúp cầm cập luôn. Vẫn like bởi vì cái áo bò này quá đẹp. Em không bán em hối tiếc lắm. Nhân viên thì em bảo đừng bán chị ơi, để ở quầy mà bán. Em nói thật ngày hôm nay lạnh như này nha. Một tí nữa các chị ấy đi làm về nha. Nào quầy nhà em sạch bách luôn. Ok chị Dương Hoàng chốt đơn này. Nào chị ơi để lại số điện thoại để chỉ cho em. Ok chị Hương Lê chốt đơn. Quần 17 ký vừa chị ơi, quần màu đen nữa. Nào các chị ơi này, hiện tại em còn 15 chiếc quần. Hiện tại còn 15 chiếc quần thôi. Nguyễn Hà em chốt đơn, chị nào nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết. Chị nào mà không để là số điện thoại em tự động hủy đơn em nhiều với chị khác. Nên là đặt hàng thì để luôn cho em luôn, không là em tự động hủy đơn đấy. Hoàng Trang em chốt đơn. Áo dạ 99k, đây áo dạ 99k đây này. Đẹp tuyệt vời luôn, áo dạ ép này, áo dạ hàng cao cấp. Ok chị Ngọc Vivi chốt đơn. Chị nào tự không để lại số điện thoại em sẽ tự động hủy đơn và em nhường cho chị khác. Nhường cái quần này cho chị khác bởi vì quần này em không có nhiều. Ngày hôm nay em sẽ xả hết toàn bộ quần luôn. Em chuẩn bị áo quần về rồi, các chị cứ yên tâm em sắp bung lụa rồi. Nào Hà Duyên 22 ký vừa lên địa chỉ Hoài Mỹ chốt đơn. Đặt hàng lên số điện thoại kèm địa chỉ rõ ràng cho em luôn. Không đầy đủ em không chốt đâu nha, không đầy đủ em không chốt đâu. Nên là các chị đầy đủ luôn cho em, nhân viên nhé sẽ tự động hủy đơn. Hàng ngày hôm nay em không có nhiều. Dạ em ba màu đây, màu be, màu cam và màu xanh ạ. Màu be, màu cam, màu xanh nha. Nào bây giờ các chị thích mẫu nào nữa, thích màu nào nữa. Ok Trang Nguyễn dồn đơn. Chị nào có đơn rồi chỉ cần ghi dồn đơn cho em thôi là em biết, là em biết là em cự khắc dồn đơn. Linh Chi lên địa chỉ cho em nha. Lấy ai còn ok, chị Tuyết với tới lên địa chỉ là cho em này. Nhà Mai Tuyết tới lên địa chỉ này. Nguyên Ngọc lên ok, chị Nguyên Ngọc dồn đơn. Chị nào có đơn rồi dồn đơn. Nào bé chị mời ok chị gì đây nào. Chị Nguyễn Hà ơi, chị yên tâm 100% đối với em nha. Riêng yên tâm luôn đi nào. Ok chị Hoàng Phương chốt đơn, Hoài Sơn chốt đơn. Nhà Mai Tuyết tới lên địa chỉ cho em. 12 ký vừa Diệp Nguyễn lên địa chỉ kẹp bầu luôn. Ok chị Trương Phú gộp đơn. Nào hàng đi hoàng si chị ơi, bên em chưa bao giờ bán hàng si chị nha. Bên em chưa bao giờ bán hàng si. Nào chị ơi hàng tem mác của em rõ ràng với chị nha. Em không nói không với hàng si các chị ơi. Hàng đi hoàng mới hàng 100% luôn. Hàng chất lượng luôn chứ không phải hàng để hoàng giả nha. Chị nào mua hàng nhà em là biết rồi. Có 9 ký chị ơi, từ 7 đến 30 ký lên để chỉ cho em đi nào. 37 ký hẹn chỉ mẫu khác nha, mẫu này không vừa đâu. Từ 7 đến 30 ký nào, đặt hàng lên số điện thoại. Tiếp tục giả bò luôn nào, bò A, quần bò với chị đừng quên quần bò. Mà thôi quần bò còn có 15 chiếc. Chị nào không đặt tí em này, chị sẽ mang xuống quầy em bán. Quầy em đang bán 108, lên bán liền bán tiền 110. Áo bò này lót lưng 100% luôn đấy các chị này. Lót lưng 100% luôn nha. Đẹp tuyệt vời luôn đấy, các chị ngắm cho em này. Đấy, có phải là em nó điêu đâu, em cho các chị xem rõ ràng là trên này luôn. Bây giờ còn nhóm nữa, tiếp tục chuyển giá sang áo phao này. Nào ngắm cho em áo phao này đi. Áo phao có hai màu này, phao còn hai màu nha. Nào áo phao này em còn lẻ size này, chị nào chốt thì chốt nhanh. Áo dạ trai gái đều mặc được hết chị Thanh Bình ơi. Hàng bên em đi lấy cho bé trai bé gái đều mặc được hết. Hàng nhà em toàn hàng tuyển lựa thôi nha, không phải hàng vơ hàng bẩn đâu. Lớp 2 bao nhiêu cân rồi chị? 100. Nào từ 7 đến Khánh hỏi gì đấy mà không trả lời. Chị ơi cái gì chị hỏi, cái em cái gì nào chị hỏi nhanh luôn. Bởi vì là comment đang bị ẩn rất là nhiều chị nhá. Đụng hàng chưa, cái hàng em chưa bao giờ đụng hàng này. Các chị mua hàng em yên tâm. Ok chị Út Nhàn chốt đơn nha. Chị đấy gì đấy. Ok chị 24 ký có luôn. Nào ngắm áo phao này đi. Áo phao còn một vài chiếc này. Bung lụa nốt cho nó hết luôn đi này. Bung lụa áo phao nốt cho nó hết luôn. Nào áo phao này đợi em chốt xong cái áo phao.
99k đúng rồi chị Tiger Trần ơi, lên địa chỉ cho em một số điện thoại luôn, được chốt luôn, quá rẻ luôn, rẻ nhất hệ mặt trời này luôn. 29k có à, không có chị ơi, chỉ có áo dạ thôi nha. 9k lấy sang áo dạ nào, áo phao hai màu nào, áo phao hai màu, màu xám, màu xám đúng không? Đây là màu xám đúng không chị ơi, em nhìn thế nào? Đúng rồi các chị ạ, màu xám, màu xám, màu xanh, bởi vì nó nhiều quá em không nhớ nổi nữa. Đợt này vừa rồi em đi lấy hàng nhá, quá nhiều luôn, em không nhớ nổi luôn. Này áo phao hai màu này, từ 15 đến 25 ký nha, 21 ký vừa chị ơi. Áo bò lên địa chỉ nhà hàng cho em đi nào. Ôi các chị vẫn thích áo bò, vậy thì em vẫn tiếp tục xả áo bò, tí nữa các chị mà hỏi áo phao thì em bán nha. Em tiếp tục này, ok chị Ngọc Lan lên địa chỉ nhà hàng cho em. Áo bò chị ơi 5 tuổi bao nhiêu cân chị ơi, đặt hàng lên số điện thoại từ 7 đến 28 ký cho cả bé trai bé gái nha. Quần bò em còn 15 chiếc, chị nào đặt thì em chốt. Còn câu tí em mang xuống quầy em bán một lúc thôi, em nói với chị sạch bách. Ok, có 24 ký nhưng không có 33 ký đâu. Chị Đỗ Dương ơi lên địa chỉ cho em. Út Nhạn chốt đơn, được kiểm tra hàng trước khi nhận thoải mái cho em luôn. Nhân viên giao hàng mà không cho kiểm tra bảo là cái con bán hàng cái này nó bảo cho kiểm tra, gọi điện lập tức vào số hotline luôn nha các chị nha. 9 ký có chị ơi, lên địa chỉ nhà hàng cho em. Áo bò nó luôn có 9 ký, từ 7 đến 28 ký, đặt hàng lên số điện thoại luôn. 5 tuổi bao nhiêu cân chị ơi, em bán được cân nặng nha. Em bán theo cân nặng, em không bán theo tuổi đâu. 11 ký vừa chị Suzy xin này, lấy áo bỏ của nó comment rõ lên số điện thoại địa chỉ luôn. Đặt luôn quần bò, tội gì mà không đặt luôn quần bò này. Quần bò đẹp này, quần bò đẹp luôn, bán phá giá thị trường luôn. Bán phá giá thị trường cho các chị luôn ạ. À, quần bò này hai màu, màu xanh và màu đen nha. 110.000. Ai mua chiếc ngày hôm nay 99.000 một chiếc. Hà Duyên lên địa chỉ cho em, dồn đơn Trang Nguyễn, nhà may Tuyết tới chốt luôn. 20 ký vừa áo bò 20 ký lấy bầu nào comment rõ. Bảo Ngọc lên địa chỉ nhận hàng. Áo nâu bao nhiêu? Áo nâu chị ơi, áo nâu nào chị ơi? Em chỉ có áo da nâu đây nha. Áo bông reo 20 ký, 24 ký Đỗ Dương lên địa chỉ nhận hàng cho em luôn. Áo jean đồ mua chị, áo jean đây chị ơi. Nào Gen T chốt luôn, Thanh Bình lên địa chỉ nhận hàng ạ. Đặt hàng lên số điện thoại. Ok, Quốc Khánh Nguyễn lên, quần bò đây nha, quần bò của em đây. Quá đẹp luôn. Hàng cao cấp luôn các chị nha, 26 ký. Ui dồi ôi các chị ơi, không bán đâu, quần bó nó lâu, các chị đừng bao giờ hỏi em quần bó nó lâu nữa. Đợt vừa rồi vừa lỗ mấy triệu xong, đúng là em bán lỗ này, em bán đúng là em không còn muốn nhìn nó ở trong con này, em bán nhanh lập tức luôn, em bán phá giá luôn. Quần bò được đấy, chị nào mà săn được quần bò bên em đẹp không các chị ơi? Ok, chị Hương Nguyễn chốt đơn, Đỗ Dương chốt đơn, đặt hàng lên số điện thoại địa chỉ cho em. Lê Thu lên địa chỉ cho em đi nào. Ok, chị Lê Thu lên địa chỉ kèm địa chỉ cho em nữa ạ. Áo bò em giảm 130.000 nha. Một áo bò xanh nào. Ok, chị bé Cu Xin lên địa chỉ cho em nào chị ơi. Đặt hàng thì bổ sung số điện thoại địa chỉ, có cân nặng càng tốt để em lấy ra cho chuẩn. Nào, đó, quần bò 5 chiếc chị ơi. Quần bò chị lấy 5 chiếc có giá em thôi, để chị 100.000 luôn. Chị lấy 5 chiếc để chị 100.000 một quần luôn cho nó nhanh gọn. Nào ok chị Đỗ Dương này, 33 ký không vừa chị ơi, Zin Ti chốt đơn. Nào Quy Lê lấy cái gì chị ơi? Nào cái gì đây? 12 ký có vừa áo Zin nha. Phương Nam Trần lên để chỉ cho em, chị đã có đơn rồi gộp đơn. Chị Bảo Ngọc có đơn rồi mà đúng không chị ơi? Chưa có lên để chỉ cho em, Nguyễn đều chốt đơn. Hồ Nhung Đào lên để chỉ cho em, đặt hàng lên số điện thoại kèm để chỉ cho em nha. Không đầy đủ em không chốt đâu này. 30 ký lấy áo dạ chị ơi, 30 ký lấy sang áo dạ nha. Áo dạ cũng đẹp tuyệt vời luôn. Đây 30 ký lấy sang cái áo dạ này cho em. Em vẫn giả áo phao nha, chị đang hỏi áo phao thì hỏi để em áo phao em không còn nhiều. Ok chị Hương Nguyễn dồn đơn, lấy gì đây, quần màu xanh, ok dồn đơn luôn. Út Cu Te này lên địa chỉ nhận hàng cho em, chị ơi có đơn rồi gộp đơn. Chị tin đi Trần ơi, chị lấy thêm thì chị gộp đơn cho em, không thì lên số điện thoại và địa chỉ nha. Áo bò giảm 130 chị ơi, 26 ký vừa. Chị Minh Nguyệt lên địa chỉ nhận hàng cho em. Anh Quốc Khánh Nguyễn lên địa chỉ nhận hàng cho em nha. Chị ơi tổng thì em sẽ có nhân viên gọi điện lại cho chị là tổng của chị bao nhiêu nha. Nào bởi vì trên này nhiều chị đặt hàng quá em không nhớ được là tổng bao nhiêu đâu. Áo này 30 ký lấy sang áo này cho em. Phạm Hà Giang chốt đơn. Nào lấy áo bò màu nào? Ok màu xám rồi, có rồi. Hàng bởi vì lẽ em phải nhìn kỹ, không có em tự động hủy đơn luôn, em nhường cái suất đấy cho chị khác luôn. Có rất là nhiều chị đang hỏi em, tin nhắn em mà còn check không kịp nữa kìa. Ok chị Nguyễn Hà này, chấm lấy mẫu nào comment nhanh cho em nha. 30 ký của con trai vừa mẫu đấy chị ạ. Bé này, bé Cu Xin chốt đơn này. Chị nào có trước em chốt trước, vào sau rồi vào sau thì hết rồi, đừng có check em đấy nè. Lúc đấy thì bảo là tại sao không bán cho chị, bởi vì các chị có để lại đầy đủ cho em đâu. Hàng ngày hôm nay sẽ đi luôn, đầu giờ chiều em sẽ đi luôn ạ. Đây là nhiều chị hỏi áo bò quá em vẫn trả áo bò nha. Nhưng mà riêng quần bò thì em chỉ còn 15 chiếc thôi ạ. Ok Hương Candy này lên địa chỉ số điện thoại nhà hàng cho em đi nào. Bổ sung luôn nhanh cho em nha. Chị hỏi cái gì chị ơi? Áo bò là 130, quần bò 110 ạ. Chị nào lúc này hỏi 5 chiếc để chị 100.000 luôn. Em bán phá giá luôn, em thích thì em bán. Giá này em thích thì em bán thôi các chị ạ. Chả ai quy định cả, em tự em bán, em thích thì em bán thôi các chị. Nào ok chị là Hải Dương này chốt đơn nha. Qua mẫu đi em ơi. Ok này em lên mẫu phao này. Lên mẫu phao đẹp cho các chị luôn này. Một lúc nữa em còn xả bộ bò lớn luôn. Em xả bộ bò em thấy các chị hôm qua về đẹp dã man luôn. Em để dành
dành đến cuối like, đừng rời like của em để dành đến cuối like. 13 ký này có chị ơi, bảo Linh Châu lên để chỉ cho em kèm màu luôn nha. Chị thỏa thuận đấy, chị hỏi mẫu nào. Ok, chị Trang Huyền dồn đơn. 5 tuổi bao nhiêu cân chị ơi, lấy áo bò 14 kg. Ok, dịu đáng lên để chỉ thế nào. Ship toàn quốc 30k chị nha. Nội thành Hà Nội, em ở Hà Nội. Nội thành Hà Nội hay là tỉnh em đều ship 30k hết. Áo jean nó ơi, trời ơi, áo jean mới lên xong. Nhiều chị đều bảo chuyển mẫu. Thôi được rồi, để em qua cái mẫu áo khoa này một tí thế này. Qua mẫu áo khoa này một tí cho các chị biết để các chị gộp đơn. Ok chị sáng lên đi Trần nha, yên tâm em gọi điện cho. Yên tâm em gọi điện cho, chị nào không để lại đầy đủ em tự động hủy đơn, nhân viên nhé sẽ tự động hủy đơn và nhường xuất đây cho chị khác. Nào inbox em còn không dám trách. Đây chị Nguyễn Hà ơi, nào ok chị Quốc Tuấn Lê này lên để chị nhận hàng cho em. À có rồi, chốt đơn từ 7 đến 3, từ 7 à quên, từ 15 đến 25 này, từ 15 đến 25 ký nha. Áo pha bán bao nhiêu? 150.000, báo giá cho nhanh. 18kg bộ bò. Cao Thị Hảo ơi, chị lấy bộ bò comment giống cho anh, bởi vì sếp của em đây là sếp rồi. Chị lấy quần màu nào, áo màu nào comment. Ok Thanh Bình chốt đơn. Châu Kiều lên để chị nhận hàng cho em. Có 13kg, 20kg, không có 30kg nha. Bao nhiêu một áo vậy? Áo em báo 150.000. 150.000 một áo. Đặt hàng lên số điện thoại kèm địa chỉ cho em nha. Không đầy đủ em tự động hủy đơn. Em nhắc lại rồi, hàng em không có nhiều. Hàng càng về Tết rồi, thứ nhất là càng về Tết rồi, hàng cực kỳ khan hiếm. Đấy có phải là ai cũng bán rẻ cho em đâu. Mỗi lần nha, em ôm về cho các chị nha. Em hàng mấy kho luôn để tự điều chuyển về đây thì mới có giá này. Chứ còn không bao giờ có cái giá này đâu. Nào bán chủ yếu bán trên này em bán liên tiếp. Nhân viên nhà em bảo mỗi lần chị bán mệt mỏi dã man. Thứ nhất là đóng hàng, thứ hai lại còn bán phá giá. Hiếu Trương Phú chốt đơn này, em thích thì em bán phá giá thị trường luôn. 27kg có chị ơi, Minh Nguyệt lên để chỉ nhận hàng cho em. Áo mà này không có 27kg nha. À ok, chị lấy áo bò lên lông. Áo bò lên lông có 27kg lên để chỉ nhận hàng cho em đi nào. Ly Châu An này, áo bò có 13 tuổi chị ơi lên để chỉ cho em đi. Nào các chị em nhắc lại áo phang màu 2 màu, màu xanh rêu, màu xám, từ 15 đến 25, 150.000. Đấy, chị nào đặt giá cho em luôn, phang này không có nhiều. Em báo giá thế thôi, chị nào đặt thì đặt, không đặt thì thôi em để xuống em bán. Này các chị biết riêng áo phao này nha. Ai vào cũng hỏi em một câu đầu tiên là: em ơi áo phao nằm ở đâu? Đấy các chị biết đâu, tức là mùa này bây giờ nó lạnh rồi, các bé là phải cần có áo phao và áo bò lăn lông để mặc. Nên là khi mà các mẹ hỏi tâm lý của các mẹ và kể cả em cũng thế, đi vào là cái gì ấm nhất, cái gì tốt nhất cho con thì mua. Nào set bò bao nhiêu? Chị ơi set bò em bán cho cả set là 240.000 nha. 240.000. Sau lưng đây chị gái Dạ ơi, đây áo bò lông lông của em đây, quá đẹp luôn, chắc là các chị vào sau. 130.000 chị ơi, từ 7 đến 28kg nha. Từ 7 đến 28kg 130.000 ạ. Không có 43kg chị Ly Châu Anh ơi, không có 43kg. Ok dồn đơn Hương Nguyễn này. Lấy áo phao giá đúng không? Bao nhiêu cân? 16 cân đúng rồi chị ơi. Từ 15 đến 25 cân đặt hàng áo phao cho em. Áo phao đấy các chị không đặt tí em mang xuống cửa hàng em bán một lúc thôi, hết sạch đến xanh luôn. Trang Nguyễn lấy 10kg lên số điện thoại địa chỉ cho em. Áo jean lót lông màu xanh có hai màu, màu sáng khói và màu xanh. Lót lông 100% bên trong luôn nha. Hàng này của em bao chất bao giá toàn thị trường này luôn. Em khẳng định là không có một cái cửa hàng nào, không có một ai nào bán cái chiếc áo bò lót lông này 130.000 đâu. Em khẳng định với các chị luôn đấy. Chị nào mua rẻ là 130.000 nha. Báo cho em biết luôn, gọi điện cho em biết luôn. Em đến em mua hết toàn bộ luôn. Ok chị Ngọc Nguyễn 25kg lên địa chỉ nhận hàng cho em. 130.000 đó chị ơi, gái già lên địa chỉ nhận hàng cho em đây này. Phao 150 chị nha. Đây cả bộ thêm vào quần này nữa là 240.000 này. Cả bộ này quần 110.000 này, tổng là 240.000, 487kg mặc vừa chị Nguyễn Thị Hòa nha, mặc size bé nhất bên em ạ. Chị ơi đặt luôn cho bạn này áo bò lót lông đi chị ạ. Này, cực kỳ ấm luôn. Cả set là 240, quần em bán 110, quần em không có nhiều đâu, chị nào chốt thì chốt, không chốt thì em tự động hủy, không để lại đầy đủ em tự động hủy đơn luôn, để em nhường cho chị khác, bởi vì là quần bò này em bán nhiều lắm, em bán quá là hot luôn. Nào ok Xuân Đào Võ lên để chỉ nhận hàng cho em nha. Bổ sung luôn số điện thoại để chỉ nhận hàng cho em. Chị ơi bộ em bán cả bộ là 240.000 chị ạ. Nam nữ đều mặc được chị Bảo Ngọc nha. Nếu mà chị còn vân vân chị có thể vào ngay fanpage của bên em để xem hình ảnh ảnh em chụp cả bé trai bé gái mặc nha chị yêu nha. Từ 7 đến bao nhiêu? 328kg cho cả bé trai bé gái luôn ạ. Qua màu đi chị ơi, chị Hương Nguyễn ơi lên nha, tất cả những mẫu đây ạ. Nào áo kaki này, kaki màu vàng em còn từ 7, em còn từ 15 đến 25 nha. Kaki và pha còn từ 15 đến 25 ạ. Áo vải gì chị ơi, vải gì đấy, vải bò chị, vải bò chứ vải gì à chị ơi. Nào có lót lông 100% luôn, xếp rất xanh. Ok Binh Ngọc Nguyễn này lấy xếp xanh lên số điện thoại và địa chỉ nhận hàng luôn. Chị Ly Châu Nguyễn ơi chị yên tâm, chị nhắc em từ lúc nãy rồi, chị yên tâm đi nha. Em nhớ mà, không phải em không nhớ đâu, em nhớ. Ok chị Quỳnh Nguyễn em chốt đơn. Nào áo gì, ok chị Hiếu Đặng lên để chỉ nhận hàng cho em. Quỳnh Quy này chốt đơn. Đấy chị nào chốt đơn thì chốt đơn, còn chị nào mà cảm thấy không đẹp hay thế nào thì đơn luôn. Em nhường cái phần đấy cho chị khác luôn, em nói thật luôn, hàng đợt này em khan hiếm không có nhiều. Nào ok chị Tảo Mỹ chốt đơn, Hoàng Trang chốt đơn. Nào Mai Mai Hoàng lên để chỉ nhận hàng cho em. Áo vàng 130.000 chị ạ. Nào ok Quỳnh Quế lên để chỉ nhận hàng cho em đi. Gái cả ơi em chốt tổ
có cái gì đây, lên địa chỉ nhà hàng cho em. Chị gái già ơi, chị có đơn rồi, gộp đơn cho em. Chị gái già chưa có đơn đâu, lên đơn cho em đi. 18 cân có, chị gà quyền lấy cái gì, lấy một bộ và một phao á chị ơi. Một bộ chị comment rõ, Tố Phương lên địa chỉ nhà hàng cho em ạ. Ok, Lưu Vũ lên địa chỉ nhà hàng cho em nha. Áo màu xám nào, màu xám nào. Ok, Minh Nguyệt chốt đơn màu xám nào chị ơi, màu xám lông lông này á. Nào Ly Châu Anh lên địa chỉ cho em nào. Quần cái gì đấy, không có chị Nguyễn Ngọc ơi, em chả hiểu chị con chị ghi cái gì đâu. Em chỉ có quần bò đấy. Đấy, em người thật việc thật, em chả hiểu tiếng Anh đâu. Em chỉ có quần bò, đấy, chị đặt hàng thì lên số điện thoại. Ok, Thanh Bình chốt đơn, Linh Vũ lên địa chỉ nhà hàng cho em. Bổ sung luôn số điện thoại và địa chỉ nha. Áo bò nó lâu em bán 130.000 thôi, em bán phá giá thị trường luôn đấy. Chị Ben xinh này lấy cả xe xanh. Ok chị nha, chị comment cho em là quần xanh nữa đi để nhân viên nhà em còn biết em chốt. Em thì hiểu nhưng nhân viên nhà em không hiểu đâu. Các chị comment nhanh cho em để các bạn ấy biết, các bạn ấy chốt. Nào ok chị Châu Kiều nha, lên địa chỉ nhân hàng cho em. Chị ơi không có 30kg đâu, chỉ có 20kg thôi. Áo phao 150, áo vàng size bé nhất là 15. Áo tân kỳ vàng này, size bé nhất là 15 nha. Đặt hàng thì lên số điện thoại địa chỉ kèm rõ ràng luôn ạ. Em không có quần tất chị ơi, không có quần tất đâu. Em đợt vừa rồi em cũng định lấy về nhưng mà thật sự là em cũng không chuyên về cái đấy. Nên là em cũng không biết là chất như nào nó sẽ ok. Và bây giờ thị trường là quần tất như nào thì nó là đẹp. Bởi vì là em không chuyên, hàng đấy em không chuyên. Chị em chỉ chuyên về bò thôi, ok Nguyễn Ngọc này. Nào, cái gì đây? À không có chị Nguyễn Ngọc ơi, không có, gái già chốt đơn. Nào, Mi Sử trong này có gọi điện nha, yên tâm. Nguyễn Thị Kiều lên để chỉ chuyện ăn cho em. Bảo Trâm này. Ờ, mua áo sao gửi luôn ra. Cái gì chị Bảo Trâm inbox cho em nha, chị inbox cho em luôn đi nào. Inbox cho em để nhân viên nhé, em sẽ check inbox của chị nha. Đặt hàng thì lên số điện thoại kèm địa chỉ này. Áo bò 130, à cái gì lúc này chị hỏi cái gì nhỉ. Quần này, chị ơi quần có chữ này đúng không chị yêu ơi. Quần có chữ này đúng không? Đâu nhỉ? Đây chị ơi, chị yêu nào nhỉ, chị nào nhỉ, chị không biết chị nào. Chị Quỳnh Mơ lên để chỉ nhận hàng cho em, đây đúng không chị ơi. Đây là chữ này đúng không? Chữ này đúng không chị ơi, chị nào hỏi em nhỉ. Áo ra 130 chị nha. Có 16 ký mây mùa thu lên để chỉ cho em này. Quỳnh Mơ lên để chỉ nhận hàng cho em. Bé Cun xinh em chốt rồi chị yên ơi. À chị ơi, chị lấy cái gì, chỉ cần ghi gộp đơn cho em thôi chị yêu ạ. Chị chỉ cần ghi là ví dụ chị lấy thêm quần bò này, chị chỉ cần ghi gộp đơn thôi nha. Chị bé Cun xinh rất là cẩn thận nha. Đấy, em thích những người cẩn thận như chị. Đặt hàng xong rồi gộp đơn, không còn gộp đơn lại còn để lại luôn cả số điện thoại để chỉ. Em rất là thích những cái người mà em rất là thích bán hàng và làm việc những cái người mà cẩn thận như chị. Quần bò không lâu lâu chị ơi. Nào ok, Hồng Hoàng lên địa chỉ nhận hàng cho em đi nào. Lên địa chỉ nhận hàng cho em nha. Quần bò hai màu chị nha, quần bò hai màu. Cả bộ của nó là 240.000 nha, cả bộ là 240.000 này. Quá đẹp quá rẻ luôn. Ok, Dân Võ lên địa chỉ nhận hàng cho em. Cả có cả set 16kg nha. Nào dồn đơn này, chị Hải Uyên cái gì đây. Dạ đen, ok chị Hải Uyên lên địa chỉ nhận hàng cho em đi này. Bổ sung luôn số điện thoại địa chỉ nhận hàng nha. Lót lông 100% luôn. Hàng quá đẹp luôn các chị ạ. Hàng này không mua tiếc cả đời luôn, đẹp tuyệt vời luôn. Nào mũ lót lông này, mũ này cũng lót lông. Chị đích nước ngoài ơi. Cái gì đây? À chị đích nước ngoài, em nhớ chị rồi. À, chị inbox cho em đi nha. Chị inbox ngay cho em đi nào. Em nhớ đơn của chị rồi, chị inbox cho em đi. Nào ok, chị Huỳnh Mơ chốt đơn này, inbox cho em luôn để em check đơn luôn cho chị luôn nha. Sao hàng của chị đã chưa đi nhỉ? Nào từ 7 đến bao nhiêu? 38kg, bé trai bé gái mặc được hết. Áo dạ, ok áo dạ này. Áo dạ em có bao xem nhanh để chốt. Nào là chị vội cái gì mà chị vội thế? Chị Quỳnh Quy ơi, chị làm gì mà chị vội thế? Nào, từ 7 đến 30kg nha. Áo dạ từ 7 đến 30kg ạ. Nào áo dạ đây này, từ 7 đến 30kg. Đặt hàng lên số điện thoại cho em luôn nha. Đây, quá đẹp luôn. Từ 7 đến 30kg. Ok chị Hoa quả lắc lắc này. Chị ơi lên địa chỉ nhận hàng cho em nha. Áo dạ em 3 màu chị ạ, dồn đơn chị Minh Nguyệt. Áo dạ em 3 màu đây, màu xanh này, màu cam và màu be. Xanh, cam và be. Quá đẹp luôn đúng không chị? Ship toàn quốc 30k chị ơi, ship toàn quốc 30k dồn đơn chị Minh Nguyệt nha. Chị nào có đơn rồi chỉ cần dồn đơn giúp cho em. Chị nào vào sau muốn xem mẫu nào comment cho em cho các chị xem. Chị hoa quả lắc lắc ơi, chị lên địa chỉ cho em. Nếu chị không lên địa chỉ nhận hàng cho em hủy đơn chị, em nhường cho các chị khác nha. Áo dạ em trả 99k thôi chị Thu ạ. Chị Thu gì đây? Thu Dumbo đúng không? Nào em trả 99k thôi, em bán phá giá luôn. Chả có ai bán hàng như em đâu. Em bán quá rẻ luôn. Đấy, nào ơi xem lại mẫu nào chị ơi. Ok xem lại áo da, ok nào. Khách hàng ở thượng đế chiều luôn. Áo da hai màu này, màu gì đây? Màu nâu và màu đen nha. Da hai màu, màu nâu, màu đen. Ok chị ạ. Hồng Hoàng chốt đơn này. Quần lót lông, quần không lót lông chị ơi, quần lót lông được vừa rồi. Em nói thật, em xả lỗ không biết là chị có săn được quần lót lông bên em không. Chứ đợt đấy em xả luôn nha, đúng là em nhập về hơn 100.000 rồi. Em bán cho các chị có 8 mấy nghìn, đợt đấy 7 mấy nghìn. Em xả một lúc tầm 15 phút em hết sạch luôn. Hàng đấy em không có ấy luôn. Em bán các chị không thích,
chuẩn bị lại hàng đấy, mà bởi vì là bây giờ là mặc dù là nó lạnh thì ok nó lạnh thật, nhưng mà các bé chơi ấy, nó ra mồ hôi, quần đấy thì nó lót lông nữa, nó cứ dính dính vào chân các bé rất là khó chịu. Nên là đợt vừa rồi em rất là ế cái đấy. Và em nói thật là em xả lỗ hết luôn rồi. Nào ok Hoài Sơn nha, xong gộp đơn lại. Ok Hoài Sơn gộp đơn này. Đúng rồi chị ơi, chị đã có đơn gộp đơn. Chị đã mua đơn sản phẩm rồi, báo em để em biết em miễn phí ship. Nào cọc trước cho em thì được miễn phí ship nha, bởi vì là hàng đấy hàng nhiều nên là các chị phải cọc trước cho em. Các chị một lúc các chị bom một đấy về cho em. Hàng của em đẹp quá rồi, các chị đừng bom hàng của em. Hàng quá đẹp luôn, các chị cứ nhận thử một lần đi là các chị biết. Nào ok Quỳnh Quy này, chị ơi gộp đơn đúng không chị ơi? Chị Quỳnh Quy có đơn rồi đúng không chị? Chưa có đơn lên được. À ok chị Quỳnh Quy đấy, em nhớ đơn của chị mà. Dồn đơn cho chị. Hoa Hồng chốt đơn, Tuyết Như lên để chị nhận hàng. Thì đấy 28 ký có chị ơi, em có 28 ký. Ok chị Hoài Sơn em nhìn thấy chị rồi. Nào chị Đào Võ chốt đơn nha. Thanh Bình này, ok chị Thanh Bình ơi, chị để lại cả địa chỉ cho em luôn đi nha. Không đầy đủ em tự động hủy đơn chị ạ. Em nhắc nhân viên nhà em rồi. Nếu mà không có địa chỉ tự động hủy đơn cho chị. Hàng không có nhiều, yên tâm hàng không có nhiều đâu. Em không sợ ế đâu, riêng những hàng này. Hoa Hồng em chốt đơn, để lại đầy đủ số điện thoại và địa chỉ đầy đủ. Thấy chị Vũ Hoàng rồi nha. Ok chị Hoàng Trang năm sản phẩm rồi, yên tâm tí thì em sẽ miễn ship với chị. Em sẽ miễn ship với chị. Bích Liên lên để chị nhận hàng cho em. Xét bò nào chị ơi, xét bò này em bán giá là khoảng 240.000 nha. Này à đúng rồi, có một chị nào cũng lại hỏi em là lên một doanh cho chị xem đi mà em quên mất. Nào chị nào hỏi nhờ. Ok chị Hoa Quả lắc lắc chốt đơn. Nào năm sản phẩm rồi, ok Trang Huyền chị yên tâm đi, tất cả những chị nào hôm nay mua trên năm sản phẩm em miễn phí ship luôn. Vừa được săn hàng giá rẻ vừa được miễn phí ship nha. Không ai bán chiên lớn cho các chị như em đâu. Nên là các chị ơi, nhớ là hàng đẹp là phải ủng hộ em chưa? Nhớ hàng đẹp là phải ủng hộ em này. Ok Nguyễn Trần Mỹ Linh lên để chỉ nhận hàng đi nào. Suip ơi nào, áo bò 130 còn quần bò 110 này. Đây em phối cho các chị xem luôn, đẹp tuyệt vời mặt trời luôn. Hàng này còn không săn nữa thì còn hàng nào săn bây giờ nữa. Trai gái này mà đẹp chị ơi, đây nào. Đây nha. Đấy, đẹp không chị ơi? Đẹp ngất ngây luôn. Các chị đi đôi giày thể thao cho bé luôn này. Đi đôi giày thể thao vào mùa này thì đúng là đi học đi chơi đều đẹp hết. Kể cả ở nhà mà cũng đẹp luôn. Quá đẹp luôn, quá xinh luôn. Nào ok Xuân Đào Võ, chị lấy hai áo dạ. Chị ơi em gộp đơn cho chị nhé, chị Xuân Đào Võ ơi. Ok chốt đơn chị Bích Liên, Mỹ Linh lên để chị nhận hàng cho em. Chị Thu Đông Bô chốt đơn luôn. Trai gái được mặc đẹp chị ơi, trai gái được mặc đẹp 52 ký vừa luôn chị nha. Áo 130 và quần 110. Các chị đừng rời like của em. Một lúc nữa cuối like em sẽ xả toàn bộ bộ bò. Xả bộ bò cho các chị hôm nay cực kỳ lớn luôn. Riêng bộ bò này là mới toanh luôn. Em mới về đêm qua luôn nha. Mới về đêm qua luôn, thật ra là em về rồi. Nhưng mà em còn phải đợi khảo sát tình hình xem như nào, liệu có bán được không. Đấy, bởi vì em để dành đến Tết. Hàng này các chị săn nha, để đến Tết riêng cái bộ bò mặc đẹp cực kỳ luôn. Nhưng mà tí này em mới lên, em đợi, em phải để dành. Nào ok, lên đây chúc Lê chốt đơn này. Nào số điện thoại đi. Cái gì cho em số điện thoại chị đi. Ở chị đây. À chị tên đi ngô trần nó không cần đâu, tí cho nhân viên nhé em sẽ gọi điện cho chị luôn, chị yên tâm. Có 23 ký có, chị Lan Nguyễn đây lên để chị nhận hàng cho em đi nào. Áo bỏ lót lông em báo 130.000. Trần Mỹ Linh Nguyễn, Trần Mỹ Linh chất đơn đúng rồi, tên đẹp đấy chị ơi. Nào bao nhiêu tuổi chị ơi, hàng này em báo theo cân nặng, chị comment cân nặng lên cho em. 17 ký chị Phương Bùi lên để chị nhận hàng cho em luôn nha. Lên địa chỉ số điện thoại nhận hàng cho em luôn nào. Không đầy đủ nhân viên thì em sẽ tự động hủy đơn. Nào không nói em sẽ tự động hủy đơn nha chị ơi. Nên trên này có văn hóa thôi chị nha, ăn nói mình phải có văn hóa một chút. Sao lại nói các em khách nhà em như thế nhá. Trên này mình là người lớn hết rồi, mình ăn nói thì nên nó có văn hóa một chút các chị ạ. Nói làm sao cho nó dễ nghe. Nào ok Quế Phạm này lên địa chỉ cho em chị ơi. Lên số điện thoại địa chỉ cho em này. Đặt hàng bổ sung đầy đủ nha. À đây còn một em kết hợp luôn cái set này luôn cho em này. Ê thì chị Nguyễn Ngọc nào ok rồi em. Này set bò này nha, 240.000 set bò này này. Màu xám đây, màu xám nhưng mà quần mà lại màu đen nha. Quá đẹp luôn, áo này lót lông 100% luôn. Có không có 32 ký đâu chị ơi. Ok Yến Đỗ Thị lên để chỉ nhận hàng cho em. Được kiểm tra hàng trước khi nhận chị Trung Lai ơi. Hàng nhà em chưa bao giờ là xấu cả nên là em không việc gì phải ngần ngại. Cho khách nhà em kiểm tra cả nhá. Chị kiểm tra thoải mái cho em. Ưng thì lấy, đúng với những gì like thì đấy. À các chị nhận hàng bảo à đúng rồi đấy, đúng với những gì nó like đấy. Lấy cho em, không gửi cho em luôn nha, không mất một phí ship nào luôn, không bắt các chị miễn phí ship luôn, không bắt các chị chịu ship luôn. Đấy, đấy là em nói thẳng luôn, mình là hàng đẹp các chị ạ, nên là không sợ. Em chưa bao giờ sợ hàng nhà em về mà các chị không nhận hàng cả. Chỉ có sợ các chị tốn tiền thêm với em thôi chứ chưa bao giờ là không nhận hàng cả nha. Hàng nhà em hầu như 100 người đi thì đều 100 người ưng, 100 người nhận và ưng cả. Có khi các chị ấy còn mặc luôn cho bé ngay tại đấy luôn, chụp ảnh gửi cho em luôn các chị ạ. Hàng quá đẹp, hàng nhà em toàn hàng cao cấp thôi, không phải là hàng vớ hàng bẩn đâu. Ok chị Ngà Nguyễn chốt đơn nha, chị Ngà Nguyễn chốt đơn này. Từ 7 đến 28 ký đặt hàng cho em. Nào áo kaki còn màu vàng nha, kaki còn màu vàng này.
Quần nói chung là em ít lắm, quần em ít lắm nên là em cũng đang ngại bán, tại vì hàng toàn hàng cao cấp mà về được có ít thôi, về nó cứ như là nó nhỏ giọt cho em đấy các chị ạ. À, em sốt hết cả ruột luôn, mỗi lần làm về em sốt hết ruột, không biết là có bao nhiêu để mà bán đấy các chị. Nào đây nào, kaki màu vàng đây, em còn từ 15 đến 25. Ok chị Thanh Bình này, năm sản phẩm em rồi. Ok chị Thanh Bình các chị yên tâm đi, tí nhân viên nhé em sẽ check lại cho chị và nếu mà chị đầy đủ rồi miễn phí ship cho chị nha, yên tâm cho em. Nào cái khaki màu vàng còn từ 15 đến 25 chị yêu nhá, lại chị nào hỏi nhỉ. Áo bò lót lông là 130 chị ạ. À, bò lót lông 130. Áo đấy, áo bò lót lông nhiều chị hỏi quá luôn. Nào áo bò lót lông em vẫn tiếp tục giảm 130 nghìn cho các chị luôn. Hai màu, màu sóng khói nha. Màu này gọi là màu sóng khói này. Màu này mặc kệ không kén da đâu các chị yên tâm. Hai màu này em lấy lúc nào cũng hot nhất thị trường luôn. Hàng nhà em luôn cập nhật mẫu hot nhất, bởi vì là em chuyên những cái này rồi, em rất là chuyên những cái mẫu này nên là các chị yên tâm. Ví dụ như nhiều chị như hỏi là quần tất này, rồi là áo phông này, em không chuyên về mấy cái đấy đâu nên là ít khi em tham khảo thị trường và em ấy lắm. Tất cả những mẫu này trước khi em tung ra các chị em phải đều tham khảo thị trường nha. Nào, nó bán rẻ các chị một em bán rẻ các chị 10 luôn. Áo bò lót lông 130 chị ạ, đặt hàng lên số điện thoại để chị luôn. Ok chị Quế Phạm chốt đơn. Bé trai bé gái đều mặc đẹp nha. Thị trường bán rẻ các chị một em bán rẻ các chị 10. Yên tâm mua hàng nhé, em không bao giờ thiệt chị. Hàng nhà em các chị mua chỉ có lời thôi chứ chưa bao giờ thiệt. Chị ơi 130 nghìn một áo nha. Lên số điện thoại và địa chỉ cho em đi nào. Đặt hàng lên số điện thoại và địa chỉ cho em đi ạ. 4 tuổi bao nhiêu cân? Đố tiền lên địa chỉ 8 ký mặc vừa kẹp đắng lên địa chỉ kèm màu luôn. Lên cho em số điện thoại địa chỉ kèm màu. Ok chị báo mới này. Báo mới lấy gì đây? Ok chị báo mới lên địa chỉ cho em nha. Đây áo vàng đây chị ơi, áo vàng đây này. Từ 15 đến 25 130 nghìn. Có 20 ký chị Sương Lâm lên địa chỉ nhận hàng cho em, 8 ký mặc vừa chị kẹo đắng ơi lên địa chỉ nhận hàng cho em. Hai bộ chị ơi, chị hai bộ thì em cũng chỉ thế thôi chị ạ. À. Hàng nhà em không thể giảm thêm nữa, không bao giờ em giảm thêm được nữa. Đấy, kịch sàn luôn rồi em chị ơi, kịch sàn. Một vài sản phẩm em còn phải bù lỗ cho các chị đấy, nhưng mà đơn giản đâu. Nên là bởi vì sao em không thể miễn ship cho các chị là bởi vì lý do đấy. Là bởi vì không lãi lời một cái gì luôn. Nào 22 ký có 2 ký lên địa chỉ cho em nha. Lên địa chỉ kèm màu luôn đây này. Bổ sung ngay luôn số điện thoại và địa chỉ cho em luôn đây này. Nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết. Chị đấu thì hàng em thấy đơn của chị rồi, chị lên số điện thoại và địa chỉ cho em luôn đi nào. Chị ơi 130 nghìn một áo nha. Quần 110 nghìn luôn này, cả bộ của nó là 240 nghìn luôn ạ. 30 ký không vừa rồi chị ơi. Ok chị Sương Lâm nha. Chị ơi gộp đơn lên như nào đó chị Sương Lâm ơi, hình như chị có đơn rồi sao ấy. Chị Sương Lâm ơi gộp đơn đây là lên đơn đi ạ. Quần có quần luôn không? Có chứ chị kẹo đáng ơi, có luôn. Quần em bán 110 nghìn, chị Bích Liên gộp đơn. Áo bò 6 ký vừa lên địa chỉ luôn. Phiêu văn bổ sung lên số điện thoại luôn ạ. À. Lên số điện thoại địa chỉ nhận hàng cho em luôn. Quần em giảm 110, hai màu, màu xanh, màu đen. 22 ký vừa, Minh Tảo lên địa chỉ nhận hàng cho em nha. Bổ sung ngay cho em luôn này, em mà dừng like là các chị tiếc cả đời luôn đấy. Em mà dừng like là không bao giờ em bán phá giá như này nữa đâu. 10 ký có chị Lê Thảo lên địa chỉ nhà hàng cho em. Tô Thị Phương dồn đơn. Chào chị Dung Trận này. Chắc là chị mới vào tương lai đúng không? 25 ký vừa chị ơi, 16 ký vừa luôn. Em nhắc lại là từ 7 đến 28 ký cả quần cả áo. Đặt hàng lên số điện thoại cho chị. Bởi vì là nó là hàng lẻ chứ nó không phải là cả set. Nên là chị lấy áo màu nào comment rõ, lấy quần màu nào comment rõ luôn. Lên số điện thoại và địa chỉ đầy đủ thì em mới chốt. Không có nhân viên em sẽ tự động hủy đơn, nhường cái phần đấy cho chị khác. Quần 110 áo 130, ok chị Thanh Thanh nha. Chị Thanh Thanh nha, lên địa chỉ nhà hàng cho em này. Chị Thanh Thanh, chị Thanh Thanh có đơn rồi sao ấy. Chị comment lại đúng không? Ok chị Lê Thị Thanh Trúc Lê dồn đơn. Quần có 26 kg chị Bảo Ngọc ơi, lên địa chỉ cho em đến tận 28 kg luôn. Cô chủ dinh tế chúc em buôn may bán đắt nhá. Ok chị Hoa Quả Đắk Lắk nha. Trời ơi mà hôm nay có người khen em xinh chị ơi. Nào ơi trời ơi. Nào ok chị Xuân Đào Võ lên địa chỉ nhận hàng cho em đi nào chị ạ. À. Hoa Quả Đắk Lắk nhận quà rồi à, ủng hộ em tiếp nha chị nha. Từ 7 đến 28 ký nha, cả bé trai bé gái luôn ạ. À. Đặt hàng thì lên số điện thoại và địa chỉ cho em luôn. Hàng quá đẹp luôn, hàng em hàng chuẩn loại 1 nha. Hàng chuẩn loại 1 này, nói không với hàng hàng loại 2, loại 3 và hàng quách ạ. À. Nào ok chị Văn Tiên Trần lên địa chỉ cho em nhận hàng cho em. Có 10 tuổi à, chú chị ơi không có 29 ký rồi. Tiếc quá 29 ký em báo dạ thôi nha. Ok dồn đơn chị Gà Nguyễn, chị Sương Lâm ơi chị có đơn rồi em chốt đơn cho chị rồi nha. Chị đặt mẫu nào thêm chỉ cần ghi là gộp đơn cho em thôi. Chị yêu ơi 30 ký lấy sang áo dạ này. Màu cam, màu xanh và màu be ạ. À. Dồn đơn chị Xuân Đào Võ nha, dồn đơn chị Xuân Đào Võ. Chị nào có đơn rồi dồn đơn cho em, chưa có thì lên địa chỉ đầy đủ cho em. Không có là em tự động hủy đơn. Ok chị Độ Độ Tiến Võ luôn 26 ký đổi cho chị luôn. Chị yêu ơi khách hàng là thượng đế, bên em lúc nào cũng thế. Khách hàng luôn là thượng đế hết. Chị thích đổi mẫu nào, thích chuyển sang mẫu nào comment cho em một cái luôn, em đổi cho chị luôn. Hàng nhà em kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Nào dồn đơn Bảo Ngọc ạ. À. Chị Dương Lâm này, ok gộp đơn chị Dương Lâm. Quy Hoàng lên địa chỉ cho em nha. Kiều Hạnh Phúc Mến cái gì đây?
Vậy là ok, chị Kiều Anh Phúc bé yên tâm nhân viên nhé, em sẽ gọi điện cho chị. Nào chị ơi, em chốt từ lâu rồi, chị đang đảm bảo khi là bây giờ các bạn nhân viên kiểm tra xong rồi và gọi điện rồi ấy. Ok chị Thanh Thanh nhỉ. Chị Thanh Thanh ơi, gộp đơn lên địa chỉ số điện thoại chị ơi. Có đơn rồi, dồn đơn nha. Ok chị châm châm chốt đơn này. Hai quần chị lấy màu nào comment nhanh luôn. Hai quần nếu để chị 200k luôn nha. Hai quần để 200k luôn ạ. À. Quá rẻ luôn nha, em bao chất bao giá thị trường luôn. Hoa có chị ơi, hoa có nhưng mà em còn ít lắm. Nên là chị đặt thì đặt tôi bởi vì lúc nãy em like rồi. Châm châm lên địa chỉ nào cho em chị ơi. À chị Châm Châm có địa chỉ rồi nhỉ? Chị ở đâu đây? Đắk Lắk à? Ê nông cơ đông Đắk Lắk rồi. Ok chị chốt đơn cho chị. Nào chị lấy màu nào? Chị lấy áo màu nào? Chị Châm Châm ơi quên không hỏi chị màu nào này. Đây này nhầm, không biết gửi chị màu nào. Đây nào em chỉ hàng trưa này, ok em chiều chị luôn, em lên áo phao lại chị này. Chứ còn bình thường những mẫu này là em chỉ có lên một lần thôi. Ok chị Minh Nguyệt nhá. Lấy áo dạ màu cam lên để chị hàng cho em kèm cân nặng luôn đi nào. Áo này em cầm bao nhiêu? Lúc nãy em cầm là áo dạ chị ạ, 99k. Và áo bò là 130, Đỗ Vinh chốt đơn. Đỗ Vinh đúng không? Đúng rồi, chị Đỗ Vinh chốt đơn. Chị Hương Hằng là gì đây? Chị Hằng Trương này, em lên áo phao chị này. Màu này giọng hơi khàn bởi vì là các chị cũng biết rồi, mùa này nó lạnh. Nên là giọng nó cứ bị khàn khàn. Nên mấy hôm nay em cũng đang bị ôi ốm nữa. Nên là nhưng mà hàng đẹp quá em không làm cho chị thì em tiếc lắm luôn. Đêm em không ăn không ngủ được luôn các chị ơi. Hàng nó đẹp lắm lại còn nhiều chị khách gọi điện cho em nữa em ơi. Hàng về chưa cứ giục em thôi. Chưa tính khách xỉ nhá các chị ơi, chưa tính khách xỉ nhá. Mấy hôm nay em không phải đổ buôn xỉ luôn. Tại vì không có luôn mà đổ buôn các chị ạ. Hàng em khan hiếm không có luôn. Ok chị Linh Hoàng nha. Lên để chỉ nhận hàng cho em, dồn đơn chị Minh Nguyệt. Chị Lý Lý ơi có luôn, lên để chỉ nhận hàng cho em ạ. Không cần phải lúc nãy đâu chị ơi. Em cho chị xem lại này, em cho chị xem lại luôn. Đây chị ơi, áo bò lớp lông này. Đúng rồi, ai quần 200k ăn ngang trần đây để chị nhận hàng cho em, có đơn rồi gộp đơn. Nào ok chị Hồng Trương trước comment chưa, em cho chị ấy xem trước. Nào chị ơi, áo phao hai màu này. Màu xanh dê và màu xám ạ. Từ 15 đến 25 kg em báo 150.000 nhá. Bé trai bé gái mặc đẹp, chị đặt hàng thì lên số điện thoại và địa chỉ cho em ạ. Chị Lily ơi có tắm. Chị Lily ơi đây này, áo bò chị ạ. Ấm dã man luôn. Ok chị Hồng Chu này có, chị ơi lên để chị nhận hàng cho em đi nào. Đẹp nhỉ, ok cảm ơn chị Vy China nhá. Đỗ Vinh này, yên tâm em check rồi mà. Em check rồi, cho chị Thúy Lò hay nhé. Cho chị Thường Trang rồi sao vậy, em nhớ là chị nào hình như là chị nào mà có đơn mà mua nhiều mà cứ gộp đơn là em nhớ mà. Ok chị Lý Lý, đây chị Lý Lý ơi đây nha. Áo bò 130 chị ạ, bò 130. Em khẳng định em bao chất bao giá thị trường luôn. Thị trường bán rẻ rồi các chị 1, em bán rẻ rồi các chị 10. Yên tâm trên line này của em các chị mua chỉ có lời thôi. Chị lời thôi chứ chưa bao giờ là thiệt cả nha. Chỉ có em thiệt thôi các chị ạ, chỉ có bạn thân em thiệt thôi đây này. Ok chị Anh Căng Trần, ăn Căng Trần lên để chỉ cho em đi nào. Chị Dương Lâm này. Chị Thương Lâm em thấy rồi nhá, em thấy rồi đấy. Chị nào có số điện thoại để chị đầy đủ em chốt. Không có nhân viên thì em tự động hủy đơn. Hàng này em nói trước là khan hiếm, không có nhiều nên là em cũng không cần luôn. Chị nào để không đầy đủ em tự động hủy đơn luôn các chị ạ. Em sẽ tự động hủy đơn luôn. Áo phao 150 chị nhá. Áo lên này, áo dạ. Thế thì chị Lý Lý áo dạ rồi. Áo dạ 99k chị ạ, 3 màu này. Áo dạ này các chị bên trong mặc một áo len. Áo len cao cổ hoặc là đây áo như em đây này, đúng rồi đây, có mẫu luôn, em làm mẫu luôn cho các bé luôn này. Đây các chị mặc cho em kiểu áo này nha. Áo cao cổ lên trên này này, hoặc là cao hơn cũng được, mặc cổ 3 phân nha. Xong rồi khoác chiếc áo dạ này vào này, quá đẹp luôn các chị ạ, quá đẹp luôn mà quá ấm luôn. Đấy, quá xinh luôn nhá. Áo này quy gần như là cũng không hở lắm đâu. Bình thường là dạ mình là nó sẽ có hai quy ở dưới này thôi. Nhưng mà đợt này là em lấy là quần dạ là quy là lên trên đây này. Đấy nên là các chị yên tâm, cổ không hở quá nhiều để bé lại. Áo bò lót lông, áo phao không lót lông chị ơi, chỉ có mũ lót lông nha. 30 kg vừa áo dạ chị ạ. À, ok Sương Lâm chốt đơn. Lên số điện thoại để chị đầy đủ cho em chị Sương Lâm ơi. Em thấy như em thấy từ trên rồi sao chị Sương Lâm ạ? À? Nào ba màu này, màu cam này, màu cam, màu xanh, màu be. Đặt hàng thì lên số điện thoại để chị nhanh tay thì còn chậm tay hết hàng. Nào chị Lý gì ơi, chị lấy màu nào comment rõ nha. Chị An Khang Trần lên để chỉ cho em đi nào. Chị An Khang Trần đây lên để chỉ nhận hàng cho em luôn nào. Từ 7 đến 30 kg mặc đẹp cho em nha, từ 7 đến 30 kg ạ. À. Chị Thu Hương Trần ơi, thấy chị ơi, chị inbox ngay cho em nha. Inbox ngay cho em đi nào. Bạn trai bạn gái đều mặc đẹp chị ơi, trai gái đều mặc đẹp. Hàng nhà bên em bé trai bé gái mặc được hết, không có riêng bé trai, không có riêng bé gái đâu. Chị nào đặt mẫu nào thì lên số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chị nào đặt mẫu nào nhanh tay cho em nào. Nhanh tay để em có đi đóng hàng rồi chị ơi. Nào hôm nay cũng hơi rảnh rỗi một chút nên là tí xuống đóng hàng. Ok may team này lên địa chỉ nào cho em chị ơi. Đây chị ơi, quần đây là quần đẹp tuyệt vời luôn. Quần đâu ở nhà? Đây là quần này em còn 15 chiếc này. Ok chị Hương Bùi lên để chỉ nhận hàng nha.
lên địa chỉ nhận hàng cho em nào chị. Chị Hương Bùi ơi, hình như chị Hương Bùi có đơn sao ấy. Chị Hương Bùi ơi, chị có đơn rồi, gộp đơn cho em, chưa có đơn lên đơn cho em. Mây Tím lên địa chỉ cho em nha. Nào chị nào chưa có thì bổ sung luôn ạ. Gửi hàng sớm cho mình nhé. Dồn đơn giúp mình, đơn của mình có 6 cái nhân sau. Ok chị Hoa Hồng nha, chị yên tâm đi nào, em nhớ đơn của chị rồi. Áo phao 150 chị ạ. Quần bò 110 nghìn một chiếc, combo 2 chiếc 200 nghìn. Đây chị ơi, quần bò đây. À tôi được rồi, tôi gần về cuối lại. Em hứa với các chị rồi thì em lên bộ bò này. Bộ bò này em không có nhiều nên là em cũng đang ngại. Bộ bò này mà các chị ơi để gần à, để Tết mà mặc nha, không cần Tết đâu. Mặc luôn cũng được, hoặc là để Tết mặc cực kỳ đẹp. Nào bây giờ em lên bộ bò nha. Ok chị Lily chốt đơn này. Chị An Khang Trần lên địa chỉ đi nào, chị Mây Tím chốt đơn nha. Chị An Khang Trần lên địa chỉ cho em đi ạ. Một quần một áo chị ơi, không nha, 5 sản phẩm miễn phí ship ạ. Hàng nhà em nói rồi, các chị mua chỉ có lời thôi. Thị trường bán rẻ cho các chị 1, em bán rẻ các chị 10. Chị Hương Bùi chốt đơn. Lên đây ạ. Đây 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 chị ơi, em lên là nhiều chị đúng em quá rồi. Nào Gucci theo nha, Gucci này, Gucci theo này. Gucci theo chữ này ở ở như phần túi áo này nó có theo chữ nha. Em giả nhanh bộ này để hàng không có nhiều. Chị nào đặt thì đặt, không đặt em để cửa hàng bán. Nào bộ này em giả 150 nghìn ạ. Giả 150 nghìn luôn cho các chị luôn. Hai màu, màu xanh và màu xám. Từ 7 đến 28 ký. Đặt hàng thì lên số điện thoại địa chỉ có đơn rồi gộp đơn cho em luôn. Hàng này em chỉ giả nhanh thôi nha. Bởi vì em không có nhiều đâu, riêng hàng này em không có nhiều đâu ạ. Nên là em chỉ giả nhanh thôi. Chị nào đặt thì đặt, không đặt thì em để đến cửa hàng em bán. Một lúc thôi là hết ngay. Đợt vừa rồi, đợt này vừa về thêm nha. Vừa về thêm bộ bò này luôn này. Xả luôn cho các chị với giá là 150 nghìn ạ. Giá quá rẻ luôn nha, giá quá là rẻ luôn, rẻ như cho luôn các chị ạ. Em nhập vào ngang giá, ngang ngửa giá này em để cho chị ngang ngửa luôn. Hàng này xem như là em bán chị ơi luôn đi. Ok chị Sáng đi cơ Trần nha, chị vẫn đang còn canh hai của em. Nào ok chị ơi em xả luôn này. Chị nào đang còn xem like, đang ở cuối like thì ngắm cho em mẫu này đi. Ok chị Ngô Uyên lên địa chỉ cho em nha. Lên địa chỉ nhận hàng cho em luôn nào chị ơi. Bộ này em giảm với giá là 150 nghìn ạ. Ok chị Nguyễn. Chị Nguyễn Ngọc này lên địa chỉ cho em hoặc là gộp đơn chị ơi, 7 tuổi có chị nha. Từ 7 đến 28 ký ạ. Gộp đơn chị Nguyễn Ngọc nha. Ok gộp đơn chị Nguyễn Ngọc. Chị Sương Lâm này, ok chị Sương Lâm gộp đơn chị Sương Lâm nha. Em nhớ chị Sương Lâm có đơn rồi. Quần bò 5 là như nào chị Trần Tuyết, em không hiểu em hủy đơn đấy. Em không hiểu em hủy đơn đâu à, em không có nhiều đâu, em không, em một là em không hiểu, hai là các chị để lại linh tinh, nói linh tinh em hủy đơn luôn. Chị ơi em ở Linh Đàm Hà Nội nha chị nha, bên em sẽ không bán cho chị cái giá này đâu. Chị đến cửa hàng chị mua với giá như những các chị khác đến cửa hàng nha. Ok chị ăn canh Trần nha, một tí nữa thôi chị ơi, đừng có xuất ruột, đợi em một chút xíu. Ok chị Sương Lâm gộp đơn, bộ này em bán với giá là 150 nghìn thôi, em phá giá thị trường bộ này luôn. Các chị ơi thị trường bộ này nha, thị trường bộ này nó đang bán bao nhiêu ạ? Hàng này hàng xuất khẩu nha, hàng này hàng xuất khẩu này. Nào đây là các chị nhìn cái chữ theo này là các chị biết này, hàng cao cấp nha, hàng cao cấp này. Chữ theo nổi lên nha, chứ không phải là dám ở đây đâu. Bộ này 150 nghìn, từ 7 đến 28 ký, hai màu xanh và dám, chị đọc đặt thì đặt. Để lại số điện thoại để chỉ không đặt em để cửa hàng bán. Ok bộ này không sao hết. Bộ này không sao hết nha. Em không bao giờ sợ ế bộ này đâu các chị ạ. Quá đẹp luôn. Hàng cao cấp quá đẹp luôn này. Tem mát hôm qua mới về đang còn luôn này. Ok gộp đơn chị Sương Lâm này, một bộ này. Chị gì đây? 7 tuổi bao nhiêu cân chị Nhi Tuấn ơi, lại đặt chị một bộ nữa là chị em đặt được hai bộ rồi này. Hai bộ rồi, em còn 10 bộ bởi vì em mang lên này 10 bộ. Tức là em còn 7, em còn 8 bộ. Em còn có 8 bộ thôi nha các chị yêu nha. Hai màu, màu xanh, màu xám. 10 tuổi không, chắc không vừa rồi chị ơi, 10 tuổi chắc phải trên 30 cân rồi. Không vừa đâu chị ạ. Từ 7 nào, ok chị Ngô Uyên em chốt đơn này. Từ 7 đến 28 ký nha. 150 nghìn một bộ, đặt hàng thì lên số điện thoại và địa chỉ cho em ạ. Chị nào có đơn rồi gộp đơn, chưa có đơn lên đơn. Nào chị nào chưa bổ sung số điện thoại bổ sung luôn cho em nào, bởi vì sắp dừng like rồi này. Bổ sung luôn cho em luôn nha. Ok chị Sương Lâm nha, chị yên tâm đi, không vừa chị gửi em luôn. Không vừa gửi em luôn chị ạ. Không có gì hết, không có vấn đề gì hết. Không vừa gửi em ngay lập tức luôn. Từ 7 đến bao nhiêu, từ 7 đến 28 ký bộ đấy nhá. Chị nào hỏi mẫu nào nữa comment vào đây cho em luôn. Không là em dừng like này. Em dừng like là sẽ không còn cơ hội mua giá đấy nữa đâu nhá. Đấy, lại rồi các chị ơi. Lạnh kinh khủng luôn. Sau này nó lại giá man luôn các chị ạ. Nhưng mà may mà nó không mưa, nó không mưa nữa thì lạnh lắm. May mà nó không mưa.
À, chỗ chị Dương Lâm ơi, làm từ từ làm gì còn áo phông nữa chị ơi. Ok, gộp đơn chị Hương Bùi nha. Bây giờ làm gì còn phông nữa chị. Lạnh rồi. Lạnh dã man luôn ấy, lạnh kinh điển luôn ấy các chị ạ. À. Sao tự nhiên hôm nay nó lạnh dã man thế không biết nữa. May mà nó không mưa là tốt rồi, em thì sợ nó mưa thôi. Nó mà mưa thì lạnh lắm. Nào nếu như không còn chị đã hỏi mẫu nào em ngừng lại đây nha. Ok chị Quế Phạm em gửi đúng cho chị ơi. Nào nếu như không còn chị đã hỏi mẫu nào em ngừng lại đây nè. Hẹn chị ở live sau của em nha. Chào tạm biệt các chị. Hẹn live sau của em nha. Bây giờ em xuống em đóng hàng với lại em xem còn lẻ những mẫu nào tí để xóa tiếp. Tí để xóa hết luôn. Nào chào tất cả các chị ạ. À.